Ok, mọi người đang xem buổi livestream ngày hôm nay và mọi người nghe tín hiệu âm thanh rõ ràng cũng như là thấy cái màn hình mà mình chia sẻ rõ ràng ấy, thì mọi người comment vào trong phần bình luận với mình biết nhé. Có một cái phát là khi mà mọi người xem stream ở trên Twitter ấy, thì mọi người có thể là sử dụng thiết bị điện thoại. Sử dụng thiết bị điện thoại nó sẽ xem rõ hơn là những cái hình ảnh mà mình chia sẻ trên màn hình. Hello mọi người, chào mấy anh em mới vào nha. Anh em nghe mình nói rõ không? Thì mọi người comment giúp mình biết là chất lượng âm thanh nghe rõ không nhé. Ok. Chắc là mình đợi một tí nữa mọi người vào đồng thêm một vài phút nữa thì mình sẽ bắt đầu buổi stream ngày nay nhé. Bitcoin lên khỏe nhỉ. Cái market lại là một màu xanh. Thực sự là ngày hôm qua thì khi mà Bitcoin nó đâm ấy, mình cũng hơi lo lắng một tí, tại vì Bitcoin trong giai đoạn này nó mà đâm ấy, nó là một tín hiệu hơi xấu nếu như mà nó đâm quá sâu, nếu như mà nó giảm quá sâu. Thôi đây thì với những anh em nào mà họ phân tích, họ đánh theo trường phái là họ đánh Bitcoin, họ đánh Ethereum, hay họ chơi long term ấy, thì những cái vùng như này đối với họ có thể là một vùng tích lũy, vùng sideway,
và về long term thì nó vẫn tăng trưởng. Nhưng mà ở vị thế của mình ấy, hay là một số như anh em ấy, là chúng ta chơi thùng lọ coi, thì trong những giai đoạn mà Bitcoin nó như thế này này mà nó có những cái nhịp giảm ấy, nó rất là rủi ro cho cái đống altcoin của chúng ta. Tại vì altcoin thì như lần trước mình có chia sẻ với các bạn một cái phát về cái chu kỳ altcoin season ấy, cái giai đoạn mà mua altcoin tốt nhất là cái giai đoạn nào mọi người nhớ không? Nó chính là cái giai đoạn mà Bitcoin bắt đầu đi ngang, hoặc là khi mà Bitcoin tăng tốt nhất ấy, là Bitcoin tăng đi lên một đỉnh nào đấy mới, nhưng mà cái đống altcoin của chúng ta nó vẫn đi ngược hướng hoặc là nó sideways. Thì đó là một trong những cái giai đoạn mà tích lũy altcoin rất là tốt, và nếu như mà chúng mình thì mình vẫn tin là altcoin season nó vẫn sẽ diễn ra như chu kỳ, như cái tính chu kỳ lần trước. Và đây thì là một giai đoạn mà chúng ta đang đứng trước cái thềm của altcoin season. Đã có bao nhiêu anh em tham gia vào buổi live ngày nay rồi nhỉ? Mọi người đã tham gia rồi thì mọi người comment cho mình biết là đã tham gia nhé, hoặc là nhấn phím 1 à. Mình xem thử là đã có bao nhiêu anh em join vào trong buổi spam ngày nay rồi nhé. Like à, thấy khá có rất là nhiều anh em, cũng không hẳn là nhiều lắm, nhưng mà một vài anh em đang bảo mình phân tích con like đi, mình làm một buổi chia sẻ về con like. Hôm nay còn có một cái bạn ở đây bảo là phân tích con like một đoạn trong buổi livestream nữa. Căn bản là con like này mình chắc chắn là mình sẽ đưa vào trong một cái buổi space nào đó nhất định rồi, tại vì đây là đứa con ruột của mình. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chưa tổng hợp hết thông tin của nó trong đợt vừa qua, thì đợt vừa qua nó cập nhật khá là nhiều những cái thông tin khác nhau về cả mặt sản phẩm lẫn những cái hoạt động trong tương lai ấy. Nên mình chưa cập nhật kịp, cho nên là trong cái buổi space, có thể buổi tiếp theo hoặc là buổi sau nữa thì mình sẽ chia sẻ về layer AI. Thường vũ khí bí mật hay vũ khí hay là vũ khí quan trọng mình sẽ để cuối cùng là like này, và còn một số những cái dự án khác nữa. Tuần trước thì mình đã mở đầu bằng hai dự án rồi. Thứ nhất là Spectral và thứ hai là ChatGPT. ChatGPT thì chỉ giới thiệu qua thôi, tập trung chính nó phần Spectral để mà mọi người có thể là hình dung được AI trong crypto nó như thế nào và nó hoạt động ra làm sao. Thì trong cái buổi hôm trước ấy, mình có giới thiệu qua một số khái niệm về AI ấy. Mọi người có nhớ là khái niệm nào không? Thứ nhất là Machine Learning này, thứ hai là Deep Learning này, thứ ba là LLM, mô hình ngôn ngữ lớn. Thứ tư ấy là Generative AI. Generative AI chính là cái gốc của cái tụi ChatGPT hiện nay. Ok, trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ đi qua một số những cái phân tích như sau. Thứ nhất là mình sẽ cập nhật về tình hình thị trường trước. Không phải là tuần trước thì mình đã cập nhật về xu hướng rồi, thì mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục như vậy thôi. Nhưng mà tí nữa mình sẽ cập nhật thêm để cho mọi người biết được là cái suy nghĩ, cái mindset của mình trong giai đoạn này như thế nào, để mà định hình được cái vị thế của mình. Tại vì nó có liên quan tới cái việc là đầu tư altcoin, đầu tư cái con cookie này trong giai đoạn này nữa. Nó có liền khi mà mình ra một cái quyết định đầu tư ấy, nó không chỉ là dự án nó tốt hay là cái dự án nó đẹp, nó làm sao đấy, mà nó còn phải dựa vào cái thị trường chung nữa thì mình mới ra cái quyết định đầu tư của nó đó. Và con cookie này thì nó lại gắn liền với lại, mình nghĩ là nó có một cái tác động về mặt phân tích dự án của nó ấy, nó có phần nào đấy sẽ bị tác động với thị trường đó, cho cái quyết định đầu tư của mình. Nên là phần đầu tiên này mình sẽ đi vào phân tích thị trường cho các bạn nghe. Và thứ hai là sẽ phân tích con bánh quy ba đấy, cookie tree. Và thứ tư và phần thứ ba, phần cuối cùng ấy, thì mình sẽ chia sẻ về kiến thức, đó chính là cái cách mà chúng ta đi tìm hidden gem như thế nào. Mình sẽ nói sơ qua về mindset thôi. Hôm nay thì chuẩn bị khá là nhiều kiến thức cho anh em, nhưng mà hôm nay thì mình bị đau họng mọi người ạ. Mình bị
đau họng, cho nên là mình không có chia sẻ được hết những cái phần này, và mình sẽ tập trung nói những cái phần trọng tâm cho mọi người biết thôi. Xong rồi những cái buổi sau ấy thì mà mình khỏe hơn thì mình sẽ tiếp tục mình xoay lại mình chi tiết hơn về những cái phần đấy cho mọi người nghe. Mình có đăng một cái post ở trên Twitter, trên trang cá nhân ấy, là nói về con phân tích về con layer AI này, và cái cách mà mình tìm ra là layer AI hay là con Connect hay là con Tala ấy, nó chính là cái phương pháp mà đầu tư vào dự án under một cái dự án, đi tìm một dự án under value để mà đầu tư. Thì đi tìm dự án under value là như thế nào và làm thế nào để mà chúng ta áp dụng được nó một cách hợp lý ấy, thì trong cái phần cuối cùng ấy, mình chỉ sẽ chia sẻ về cái phần này. OK, chúng ta sẽ cùng đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ phân tích cập nhật qua về mọi người tình của thị trường như thế nào. Hiện tại thì với cái khung lớn hơn, khung thời gian lớn ấy, thứ nhất là khung monthly. Ở khung tháng ấy thì gần như là thị trường đang trong một cái xu hướng tăng trưởng rất là tốt. Và mọi người thấy không? Cái đợt vừa rồi khi mà nó đâm xuống về lại cái vùng 53, hơn 53.600 ấy, thì bây giờ khi mà giá nó rút chân lên rồi và những cái đường EMA này nó bắt đầu nó chạm vào những cái vùng này rồi, thì nó đang trở thành những cái vùng hỗ trợ động cho biểu đồ giá trên khung tháng, và nhìn thì chúng ta thấy được là nó đang rất là vững chắc và trong một cái xu hướng tăng trưởng bền vững ấy. Mọi người thấy không, những cái đường động, những cái đường chỉ báo, những cái đường hỗ trợ động này nó luôn là những cái đường mà hỗ trợ rất đắc lực cho biểu đồ giá trong một cái xu hướng tăng. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang thấy là biểu đồ tháng ấy, nó vẫn đang trên những cái đường EMA này, và mình nghĩ rằng cái xu hướng uptrend ấy nó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng với BTC trong một cái xu hướng đó dài hạn. Còn hôm bữa thì với một vài phân tích thì mình nghĩ rằng đâu đó cái xu hướng Bitcoin trong cái chu kỳ lần này nó có thể đạt từ đâu đó quanh từ 170.000 cho tới 180.000 các bạn. Và bây giờ chúng ta vẫn đang đến khá sớm, nó có thể thấm BTC giai đoạn này vẫn có thể X2 vậy bay được nữa. Nó cũng lý giải phần nào cho cái việc là mình nghĩ rằng đoạn này altcoin season nó chưa đến, tại vì chúng ta đang nhìn thấy là BTC tăng trưởng rất mạnh trong khoảng hơn 1,5 năm qua, và dòng tiền lớn ấy nó đang phần lớn tập trung đổ vào trong Bitcoin trước để mà nó bơm Bitcoin lên. Thì altcoin season ấy, altcoin bản chất nó là một cái dòng tiền nhỏ hơn thì nó sẽ luôn luôn đến sau. Thì bây giờ Bitcoin nó phải đạt một cái mức độ target nhất định nào đấy thì bọn market maker bọn nó mới bắt đầu nó bơm cái altcoin lên. Và một cái lý do thứ hai ấy, là trong cái chu kỳ lần này này, mọi người sẽ thấy là thị trường nó đang mở rộng rất là tốt. Chúng ta đang có rất là nhiều mảng và cái số lượng altcoin trong mùa này gần như là nó nhiều hơn hẳn so với cái mùa trước luôn. Chúng ta có nhiều mảng hơn này, số lượng dự án nó cũng nhiều hơn, và một cái hình thái đó là những cái dự án market cap thì thấp nhưng mà FDV thì cao, và cũng có những dự án FDV cao và cap cũng cao, cho nên là cái việc mà cái bài toán mà market maker muốn gom hàng ấy nó đang vất vả hơn nhiều so với chu kỳ trước. Một yếu tố khác nữa là ngoại cảnh đến từ vĩ mô, là thị trường bên ngoài nó đang khá là xấu, nhưng mà nhìn chung ấy thì xu hướng dài hạn trên khung tháng của Bitcoin nó vẫn đang được đảm bảo tốt, và khung tuần thì nó cũng tương tự như vậy. Tuần này ấy, nếu như mà đẹp nhất ấy, thì Bitcoin nó nên đóng đến quanh cái khu vực là 67.000 đô thì sẽ là một cái trường hợp rất là đẹp. Bitcoin đóng đến quanh cái vùng là 67.000 đô sẽ là một trường hợp rất đẹp. Thì khi mà Bitcoin trong tuần này nếu như mà đóng đến được trên 67.000 đô ấy, hoặc là 66.500, thì có thể là trong một hoặc là 2 tuần nữa, khi mà nó sideways ở đây đủ lâu, nó hấp thụ hết những cái thằng mà nó muốn bán ở đây rồi, thì nó sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng trưởng lên những cái vùng cao hơn như là 76 và 80.000 đô. Và mình nghĩ rằng cái xu hướng tăng trưởng lần này nếu như mà Bitcoin nó chạy được thêm một cái sóng khung tuần này này, thì các bạn biết một cái lý thuyết gì không? Một cái lý thuyết là trên về mặt xu hướng dài hạn ấy, các bạn nhìn ở những giai đoạn như này này, mình lấy ra nhé, cái sóng tăng đầu tiên nó quanh cái vùng từ vùng 26.000 đô lên cái vùng là 42.000 đô, rồi từ 42.000 đô lên tới cái vùng 70, hơn 70.000 đô này,
mình sẽ chia ra làm hai phân đoạn sóng. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn thấy là mỗi lần mà bọn market maker ấy, bọn nó muốn đẩy một cái xu hướng tăng ở không tuần ấy, bọn nó sẽ bắt buộc phải làm một cái điều, đó chính là bọn nó vẽ ra một hoặc là rất là nhiều narrative khác nhau, rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau trên thị trường altcoin để mà tiếp tục đẩy xu hướng tăng trưởng cho thị trường, gọi là warm up, làm nóng thị trường lên để mà bơm giá cho toàn thị trường đi lên. Và những cái xu hướng tăng trưởng trên khung dài hạn, khung tuần ấy, bắt buộc nó sẽ phải có xu hướng, một cái narrative, một câu chuyện gì đấy. Và các bạn nhớ lại trong giai đoạn này nó có xu hướng gì không? Đoạn này này, nó chính là ordinal này, nó chính là những cái đồng meme, mà những cái đồng mà được tạo ở trên ordinal ấy. Đến cái xuống tăng lần này thì mọi người nhớ là gì không? Đoạn này nó chính là AI, nó chính là reward set quanh cái vùng này. Và nếu như mà bọn market maker, nếu chúng ta xác định được đây là vùng đáy rồi và chúng ta biết là nó chuẩn bị nó diễn ra một cái xu hướng tăng ở trên một cái khung lớn là khung weekly, thì luôn luôn mình khẳng định với các bạn là bắt buộc market maker nó sẽ phải luôn tạo ra một cái trend, một cái xu hướng gì đó ở trên thị trường để mà làm nóng thị trường lên, để mà nó bơm thị trường, thì chắc chắn là nó sẽ diễn ra một cái trend gì đấy. Cho nên là trong khoảng, nếu như mà biết các bạn thấy á, Bitcoin nó vượt qua cái vùng đỉnh là 70 đến 72 nghìn đô thì các bạn phải cực kỳ là tập trung vào thị trường này, tại vì chúng ta đánh là chúng ta đánh altcoin và chúng ta ăn sẽ rất là tốt trong những cái sóng mà thị trường nó thổi những cái trend, những cái narrative ấy. Các bạn phải cực kỳ tập trung trong giai đoạn này để mà xem thử là market maker nó đang muốn vẽ những câu chuyện như thế nào, hay là nó đang muốn thổi trend nào lên, để mà trong cái xu hướng tăng đó, khi mà nó đẩy Bitcoin lên một cái vùng nhất định nào đấy, cái lượng cái Bitcoin nó bắt đầu nó bão hòa, nó đang chững lại một đoạn ấy, thì lúc này thị trường nó cần một cái động lực tăng trưởng, nó sẽ thổi ra nó, hoặc là nó vẽ ra một cái chuyện gì đấy. Cho nên là mọi người phải cực kỳ là chú ý, tập trung chú ý trong vòng 1 2 tuần tới nhé. Nếu mà lâu hơn thì nó có thể là nó kéo dài tới 3 tuần, tại vì chúng ta đang có một cái tin tức rất là tốt, đấy là tháng 9 này chúng ta có thể là có khả năng rất là cao chúng ta sẽ có một cái đợt cắt giảm lãi suất, và bây giờ còn có 5 ngày nữa là chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc họp FOMC tiếp theo rồi. Khả năng cao là khi mà có tin tức CPI cộng với cái cuộc họp này, đây là sẽ là cái tiền đề để mà Fed họ làm cái bàn đạp để mà hợp thức cái việc là tháng 9 này họ sẽ bắt đầu họ cắt giảm lãi suất. Thì khi mà cắt giảm lãi suất trong một cái bối cảnh kinh tế nó vẫn còn đang đủ tốt, đủ ổn định, thì đây sẽ là một cái được xem như là nới lỏng dòng tiền và các cái thị trường nó sẽ có thể nó tăng trưởng tốt được. Đấy, cho nên là các bạn phải chú ý từ bây giờ cho đến giai đoạn là tháng 9 nha. Nếu như mà Fed họ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 ấy, khả năng cao là thị trường nó sẽ tăng trưởng đâu đó trước từ 2 tuần đến 3 tuần rồi. Nên là bây giờ đến tháng maybe là tầm giữa tháng 8, các bạn phải cực kỳ là chú ý ở trên thị trường, xem thử là cái câu chuyện nào nó đang được vẽ trên thị trường mà chúng ta theo dõi để mà chúng ta tìm ra những cái nhóm ngành nào nó đang đón nhận được dòng tiền lớn, và chúng ta tìm những dự án bên trong đó để mà skin the game, hoặc là những cái con low cap nó đủ tiềm năng để mà mang về cái lợi nhuận lớn. Và mình thì mình đang tin vào 2 cái xu hướng mà nó có thể diễn ra gần nhất. Thứ nhất là BTC Pi và thứ hai là AI. AI thì nó rất là thân thiện với thị trường truyền thống, ai cũng biết về AI hết. Nó là một cái narrative rất dễ kiếm dòng tiền từ bên ngoài đổ vào và cả trong thị trường crypto nữa, nhất là những cái con AI mà khi mà mình đợt vừa rồi khi mà mình đi tìm Hidden Gem AI, mình đã liệt kê ra khoảng chục dự án rồi. Và thứ nhất là các dự án này nó có giá rất tốt, thứ hai là bọn nó bắt đầu build ra sản phẩm mới về AI, và cái thứ ba là với cái mức định giá thấp ấy thì bọn nó dễ đẩy hơn. Trong một cái thị trường ấy mà nó đang thiếu hụt thanh khoản từ bên ngoài, thì cái việc mà các bạn hình dung mà cái việc mà bơm một cái con mà nó cắt 1 tỷ đô nó sẽ rất là khó. Thay vào đó mà cái maker nó sẽ chọn bơm những cái dự án với cái mức mà cái cap nhỏ hơn, và nó có thể nó bơm nhiều dự án như vậy lên hơn, nó tạo thành một cái trend, thành một cái narrative. Thì đó là cách mà cái maker nó hoạt động trong những cái thị trường mà nó thiếu thanh khoản, thay vì chọn bơm một cái dự án cap to tỷ đô có thể là bơm lên, nó tụi nó sẽ phải mất công đi gom hàng, mất công này kia, bơm lên thì thiếu một thanh khoản thì nó sẽ khó thoát hàng hơn. Thay vào đó bọn nó sẽ chọn bơm những cái dự án với market cap nhỏ hơn, đó sẽ là một cái option rất là hợp lý cho market maker trong giai đoạn này. Đấy, thì như vậy thì chúng ta càng phải chú ý những cái dự án mà nó có cái mức giá định giá tốt. Về xu hướng khung ngày thì nó cũng không có gì để mà nói. Chúng ta tiếp tục theo dõi Bitcoin thì trên vùng này thì nó vẫn rất là an toàn rồi. Nếu như mà nó rơi xuống dưới cái vùng quanh cái vùng là vùng 60.000 đô ấy, 60.500 đô thì chúng ta mới bắt đầu có những cái tín hiệu rủi ro trên market này. Còn hiện tại thì vẫn đang giữ được cái xu hướng tăng tốt trong một vài hôm tới, khi mà tiến tới cái vùng đỉnh này một lần nữa này, khả năng cao là nó sẽ phá được vùng đỉnh này.
Còn nếu như mà trong một vài hôm tới khi mà tiến lên vùng đỉnh này mà nó lại tiếp tục nó bị retract, nó từ chối một lần nữa thì mình sẽ có một cái cập nhật sau. Còn hiện tại thì bây giờ thật sự là nó mình cũng không dám khẳng định hay là không dám chắc nhé. Mà cách tốt nhất của chúng ta đó là theo dõi thị trường và linh hoạt xử lý khi mà thị trường nó có những cái biến động. Các bạn thấy không? Chờ 5 ngày nữa là chúng ta bắt đầu có cái cuộc FOMC và tin tức CPI. Bitcoin thì nó đi đi khá là trùng hợp. Nó đã tiến lên đây, chắc là từ đây đến đấy nó bắt đầu đã thêm vài ngày nữa. Nếu như mà CPI tốt thì nó red, nó đi thẳng đường lên luôn. Còn nếu như mà CPI nó mà hoặc là những cái Fed họ nói một cái điều gì đấy bất lợi trong cái buổi họp ấy, khá là rủi ro. Thì nó khá là rủi ro, nó có thể là bị reject, nó từ chối. Và Bitcoin nó lại một lần nữa lẩn quẩn ở trong cái khu này từ cái đoạn mà nó tạo đỉnh tới bây giờ nó nên mình xem tới bây giờ là 130 mấy ngày rồi, 4 tháng rồi, rất là lâu luôn. Đây là một trong những giai đoạn mà Bitcoin sideways cực kỳ là lâu ở tại một cái vùng giá. Và xem những cái vùng như này nó sideways có tính gì à, 1 tháng 2 tháng rồi, vùng này thì 200 ngày này là cái vùng mà hồi năm ngoái đây các bạn. Có một cái rất là hay này, mọi người biết là trong giai đoạn nào là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ mất tiền nhiều nhất không? Đó chính là trong những cái lúc như thế này nè. Trong những giai đoạn như thế này khi mà Bitcoin nó chập chờn nó muốn tăng ấy, cứ Bitcoin nó chập chờn nó muốn tăng ấy, nhưng mà thị trường altcoin thì chưa tăng trưởng ngay và nó sẽ phải mất thêm một thời gian nữa, cho nên là mọi người sẽ thấy là những cái con top coin, những cái con lớn ấy, một vài đồng altcoin lớn ấy, trên khung lớn, trên khung một vài đồng altcoin mà có thể nó lead trend hoặc lead một số nhóm ngành, hoặc các bạn dễ nhìn nhất là bạn sẽ thấy là những dự án nó có backer lớn và được vốn lớn đó, các bạn thấy là trên khung thời gian lớn của bọn nó chưa có gì đẹp hết. Và nhìn này, những con như thế này thì có thể là sẽ sideways thêm 1 2 tuần nữa. Như trong cái buổi chia sẻ lần trước ấy, mình đã nói rồi, những cái con altcoin nó sẽ chạy sau BTC một nhịp, và trong giai đoạn này nó có thể nếu như mà Bitcoin nó uptrend một lần nữa thì nó đi vào sóng tăng một lần nữa thì altcoin nó sẽ phải mất từ 1 đến 2 tuần nữa để mà gần như là cái thị trường altcoin tạo đáy, cho nên là chúng ta vẫn cứ thông thả được, vẫn không thể kịp. Ok, tóm lại là mình vẫn tin tưởng là altcoin season nó sẽ có diễn ra, và nó không diễn ra bằng cách này thì nó vẫn diễn ra bằng cách khác thôi, tại vì đây là cái bài toán lợi nhuận của market maker, và chắc chắn là market maker sẽ đánh altcoin lên tại vì nó muốn đảm bảo cái phần lợi nhuận của bọn nó. Còn về xuống tăng của Bitcoin thì chắc chắn là trên khung lớn ấy, thì mình vẫn rất là bullish cái xuống tăng của thị trường. Và trong ngắn hạn thì mình sẽ tin tưởng, mình đang tin vào cái việc là trong cái đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sau 2 năm ấy, thì đây sẽ là cái lần mà đây là cái giai đoạn mà thị trường nó rất là bullish và cái xuống tăng trong ngắn hạn nó có thể diễn ra. Khi mà các bạn nhìn mình có một cái phát này nè, là rất nhiều bên họ đưa rất nhiều ý kiến khác nhau trong dài hạn, trong ngắn hạn gì đấy, nhưng mà các bạn nên hình dung ấy, thị trường này đi rất là nhanh, chỉ còn trong đâu đó là 1 2 tháng thôi là thị trường nó có chạy xong một cái sóng altcoin rồi, thậm chí ấy, là cái giai đoạn altcoin season này các bạn. Ở đây thì mình có vẽ lại này, đây là cái lúc, đây là thời điểm mà tất cả cái altcoin lớn mùa trước nó cùng tạo đáy, và các bạn biết không, nó chỉ đâu đó mất từ 2 3 tháng là nó đã chạy xong một cái sóng altcoin season, và các bạn biết có rất nhiều đồng ít cả chục lần, có những con ít 100 lần chỉ trong 3 tháng thôi. Đó chính là cái sóng altcoin season mà có thể nói là cái sóng rất là vĩ đại của một cái chu kỳ, và nó chỉ diễn ra tích tắc trong 3 tháng. Cho nên là khi mà các bạn nhìn vào những người khác họ phân tích này phân tích kia thì bạn cũng hình dung là altcoin season thì diễn ra rất nhanh, và mặc kệ BTC, BTC từ đây lên đây nó đang tăng trưởng 75% đó, BTC từ đây lên đây có thể tăng trưởng một đoạn nữa, nhưng mà altcoin thì nó sẽ tăng trưởng rất mạnh. Thì cái này các bạn phải chú ý nhé, những cái bạn nào mà xu hướng dài hạn nó suy thoái hay là họ có nói về vấn đề đấy thì các bạn cũng phải tỉnh táo và nhìn ra một cái vấn đề là bây giờ rất nhiều những cái con altcoin đang ở đấy rồi, đây là những cái vùng mà market maker đang tích cực nó gom vào, thì mình cũng có thể mình gom vào chung với bọn nó. Cao lắm mình nghĩ rằng nếu như mà altcoin đâm ấy thì nó có thể đâm một nhịp từ những con top coin có thể đâm từ 30 đến 40% nữa thôi, nhưng mà nó sẽ tạo đáy quanh cái vùng này. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích cái dự án chính ngày hôm nay. Anyway, các bạn có những cái câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt vào phần bình luận. Mình sẽ dành ra 2 phút nhé để mà trả lời những câu hỏi đó.
Ok, nếu như mà các bạn không có những câu hỏi nào nữa thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần phân tích dự án chính cho buổi ngày hôm nay, đó chính là dự án Cookie Tree, bánh quy ba. Ok. Trong cái buổi ngày hôm trước ấy, chúng ta đã tìm hiểu qua về dự án Spectral và một số những khái niệm về AI rồi. Mình sẽ nhắc lại một số khái niệm đấy tại vì nó có liên quan tới bài phần này và mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Thứ nhất đấy là về LLM, là mô hình ngôn ngữ lớn. Thì mỗi một cái mô hình AI nó đều có một cái bộ LLM của riêng nó, và bằng cái việc là tụi nó sẽ học những cái tham số để mà tụi nó đào tạo ra AI đấy. Những tham số đấy nó sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên hoặc là mất trật tự để mà AI có thể là dự đoán và cho ra một cái kết quả từ từ cái bộ tham số đấy, để mà từ đấy phát triển ra được cái mô hình AI riêng nó. Generative AI thì nó là một cái mô hình AI mà nó có thể là từ những tham số ấy nó học và nó phát triển ra những cái câu trả lời khác nhau. Bây giờ Generative AI nó điển hình đó chính là Chat GPT. Nó có thể là chuyển thể từ văn bản, chuyển thể từ giọng nói thành văn bản, hay là chuyển thể từ văn bản thành hình ảnh. Các bạn bảo là nó bị một cái hình giấy đúng không? Thì tự động là những cái mô hình AI giống như Chat GPT, mình quên mất cái tên mô hình AI rồi, nó là image gì đấy. Thì nó có thể là vẽ cho các bạn hình, vẽ cho sáng tạo hình ảnh. Đó chính là những con AI để mà sáng tạo hình ảnh đấy. Đấy, đó chính là mô hình của Generative AI. Ok, chúng ta sẽ đi vào cái dạng Cookie Tree ngày hôm nay. Thì các bạn nào đã từng nghe về dự án Cookie Tree này rồi thì các bạn comment vào phần bình luận giúp mình nhé. Xem thử là bao nhiêu bạn đã nghe về dự án này rồi nè. À, trước khi mà giải thích về cái dự án, trước khi mà phân tích về dự án Cookie Tree này thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái digital marketing. Ở đây anh em nào biết về cái Facebook Ads không? Mọi người có biết về cách học cái Facebook Ads hoặc là sơ qua về khái niệm của Facebook Ads hoặc là cách hoạt động của Facebook Ads ấy? Thì mọi người đã biết rồi thì mọi người comment vào trong phần bình luận nhé. Còn mọi người chưa biết thì mọi người comment số 0 nhé. Các bạn phải tương tác trong buổi ngày nay. Còn nếu như mà các bạn không tương tác ấy, thì mình sẽ cứ giải thích theo cái cách mà mình hiểu. Và các bạn sẽ Và khi mà các bạn nghe thì các bạn chỉ nghe bằng cái cách mà mình giải thích và mình hiểu thôi. Và có thể các bạn sẽ không hiểu được hết toàn bộ những cái liên quan tới cái phần phân tích ngày hôm nay đâu. Tại vì cái phần phân tích ngày hôm nay hay là cái bài special trước ấy, các bạn thấy không, cái bài special trước nếu như mà mình không giải thích những khái niệm về AI, các bạn gần như là khi mà vào trong phân tích dự án các bạn sẽ không hiểu được nó làm về cái gì. Và còn khi tree này cũng vậy, nếu như mà không hiểu về digital marketing ấy hay là không hiểu về Facebook Ads ấy thì các bạn sẽ không rất là khó để mà tìm hiểu về cái dự án này, tại vì chúng ta không biết được cách nó vận hành ra làm sao ấy. Anh em nào mà biết rồi thì comment rồi nhé, còn mà chưa biết thì cứ comment số 0. Ok, mình sẽ bắt đầu giải thích cái digital marketing về Facebook Ads trước nhé. Về Facebook Ads ấy, thì các bạn biết là khi mà người ta chạy Facebook Ads ấy, nó sẽ có một cái tài khoản chạy Facebook Ads đúng không? Thì chính cái tài khoản đấy nó chính là một con AI, và con AI đấy được các bạn đào tạo luôn. Khi mà các bạn chạy cái Facebook Ads ấy, các bạn trong cái tài khoản đấy, khi mà các bạn chạy qua từng chiến dịch ấy, nó sẽ thu thập về các cái dữ liệu khác nhau, và các bạn sẽ được target vào cái nhóm đối tượng nào này. Thì sau khi mà các bạn chạy qua cái nhóm đối tượng đấy, nó sẽ ra những cái thông số khác nhau về cái performance, cái hiệu suất của cái chiến dịch đấy. Và cái con AI chính là cái tài khoản chạy Facebook Ads hay là chạy cái Google Ads của các bạn ấy, nó sẽ học được những cái dữ liệu đấy, và hay là chính các bạn đánh giá về dữ liệu đấy thì các bạn biết là nhóm này chạy thì nó sẽ không hiệu quả, thì các bạn bắt đầu thay nhóm đối tượng, bổ sung thêm thông tin để mà làm sao chạy cái thật Facebook Ads đấy, cái quảng cáo Facebook ấy nó đến đúng người nhất, đúng cái tệp khách hàng mà các bạn mong muốn nhất. Đó, thì từ đó các bạn chạy
chạy được ra đơn và chạy được cái quảng cáo Facebook nó hiệu quả hơn. Nhưng mà thường ấy thì Facebook hiện nay, Facebook của những năm 2012, 2013 ấy, hay là những đoạn mà mình sửa, Facebook của những năm 2015, 2016 ấy, nó chi phí chạy của Facebook Ads của nó khá là rẻ. Và cái chi phí đấy ấy, thì so với cái việc là một cái lợi nhuận từ một đơn ấy thì nó khá là tốt, cho nên là hồi đấy người ta chạy Facebook đó, chạy Facebook Ads rất nhiều. Bây giờ thì cũng còn nhưng mà đang hạn chế hơn rồi, tại vì cái chi phí chạy Facebook Ads nó càng lúc càng cao hơn tại cái giá đấu thầu của những cái người chạy quảng cáo. Và cái thứ hai là những cái tài khoản đấy, những cái con tài khoản chạy quảng cáo, những AI đấy, nó sẽ phải học rất nhiều tham số, và chính chúng ta phải đào tạo nó qua từng cái chiến dịch để mà rút ra được những cái chỉ số hiệu quả nhất và target vào cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta mong muốn. Thì đó là cái cách vận hành của cái Facebook Ads, một phần của Digital Marketing. Tại vì cái buổi ngày hôm nay về con cookie ấy, thì cookie nó là một cái lĩnh vực về marketing file, tức là kết hợp giữa marketing và finance. Và trí tuệ nhân tạo data, trí tuệ là một cái giao thức về data của AI. Nhưng mà khi mà mình đọc sâu hơn về mình đang nghĩ rằng nó khá là giống với là cái Facebook Ads, đó chính là cái AI mà áp dụng vào trong dự án của nó chính là cái Big Data. Thì cookie tách biệt khỏi các cái nền tảng marketing truyền thống, nhấn mạnh vào cái nền kinh tế dựa trên cái quyền sở hữu dựa trên cái quyền sở hữu và cái quyền quyết định và dữ liệu cá nhân, phân phối những cái giá trị công bằng cho những cái người họ tham gia vào trong cái cookie. Cái cách tiếp cận này cho phép người dùng, nhà sáng tạo và những cái doanh nghiệp ấy, họ có thể là hưởng lợi trực tiếp từ những cái dữ liệu đấy và tiết kiệm hơn rất nhiều chi phí trong những cái hoạt động marketing, những cái hoạt động marketing của họ. Hiện tại ấy, thì Cookie Tree nó đang partner với rất là nhiều những cái dự án cả bên trong crypto, web 2 và lẫn web 3 luôn. Ở đây thì các bạn có thể là lên website của nó và các bạn có thể xem được là những cái dự án mà bọn họ đã partner rồi. Thì website của dự án đó là cookie.com nha. Mình thấy là trên cái Twitter cá nhân ấy thì cookie nó chưa để cái link website. Thì cái này mình phải vào trong Telegram ấy, thì khi mà hỏi thì admin nó trả lời. Thì là cookie.com là website chính của nó. Các bạn có thể vào đây và khám phá những cái sản phẩm của nó. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào phần sản phẩm của dự án. Ở đây ấy, thì Cookie Tree nó có 3 sản phẩm. Thứ nhất ấy là Website Analytics, thứ hai là On-Chain Explorer và thứ ba là Arab Seal. Thì cái website analytics này là gì? Ở đây mình xin phép là ngừng chia sẻ màn hình một tí để mình đăng nhập vào nhé. Ok, thì đây là sau khi mà mình đã đăng nhập vào rồi. Thì để mà đăng nhập vào trong platform của Cookie ấy, các bạn chỉ cần điền vị chi phí, sau đó là tới email và lấy mã code đó và nhập vào, thì các bạn sẽ đăng nhập được vào trong platform của Cookie. Thì nền tảng Cookie không yêu cầu các bạn là phải tạo tài khoản hay là phải tạo mật khẩu cho cái tài khoản của các bạn. Thì nó cũng là một cái bất tiện là khi mà chúng ta mỗi lần mà ra những cái tab mới hoặc là những hoạt động mới ấy, thì chúng ta lại phải đăng nhập lại. Thì nó hơi bất tiện cái đoạn này. Ở cái phần mà website analytics ấy, thì ở đây đây là một cái trang mà dành cho doanh nghiệp, dành cho những cái bên, thứ nhất là dự án này hay những cái bên doanh nghiệp mà họ đang muốn chạy quảng cáo và họ sẽ tiếp cận cái nguồn thông tin này. Họ sẽ tiếp cận cái nguồn thông tin này bằng cái việc là họ sẽ đăng ký vào những cái gói ở trên CookieTree, và họ sẽ sử dụng những cái sau khi mà họ đăng ký rồi thì họ sẽ có thể là sử dụng những cái dịch vụ mà bên trong cái gói nó có, tức là những cái data như website analytics này thì họ sẽ có. Cái website analytics này nó khá là giống với công cụ là Google Analytics.
khi mà các bạn sử dụng những cái khi mà các bạn có một cái website thì Google Analytics nó là cái trang thống kê về dữ liệu của cái website đấy, thì tụi nó những cái bên ấy họ đang ví cái cookie tree này nó giống như là cái Google Analytics của web 3. Tại vì sao? Khi mà những cái khi mà như đây mình nói, mỗi lần mà chúng ta chạy một cái chiến dịch ở trên Twitter, khi mà các bạn chạy chiến dịch ở trên Twitter và connect nó với lại cái nền tảng cookie tree này, thì các bạn sẽ cái nguồn dữ liệu sau khi mà các bạn chạy chiến dịch đấy sẽ được đưa về trong cái cookie tree này, và nó sẽ phân tích cũng như là đưa ra những cái số liệu rất là chính xác cho các bạn. Bên cạnh đó thì có một cái là với cái việc ấy là cookie họ đang partner, mình sẽ mở phần này. Cookie ấy họ partner với lại rất là nhiều những cái đối tác truyền thống cũng như là rất nhiều những cái dự án khác nhau, thì với cái việc là họ họ đã partner với lại những cái đối tác này thì họ sẽ được cung cấp và sử dụng cái nguồn dữ liệu này. Và với cái việc là một cái doanh nghiệp ở vị thế là một cái doanh nghiệp ấy, khi mình sẽ lấy một cái ví dụ này rất là dễ hiểu cho các bạn này. Mình là một dự án và mình muốn marketing cái dự án của mình đến đúng đối tượng khách hàng, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ là Twitter mình quảng cáo đi. Sau đó bắt đầu mình connect Twitter với lại cookie 3 này. Và cái nguồn dữ liệu đó, cái nguồn dữ liệu từ cái chiến dịch quảng cáo ấy nó được đưa về trong này và nó sẽ phân tích, nó tổng hợp ra. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái nguồn dữ liệu mà cookie tree nó cung cấp. Thì từ lúc này này, thay vì là mình phải bỏ ra 1.000 đô mình chạy một cái chiến dịch ban đầu để mà mình có một cái nguồn dữ liệu ban đầu để mà mình hiểu được là thị trường nó đang làm sao, hay là mình nên thay đổi chiến dịch như thế nào để mà mình target mới, thì lúc này mình đã có sẵn một cái nguồn dữ liệu đó, và từ nguồn dữ liệu này mình có thể là phân tích và mình đưa ra một cái kế hoạch quảng cáo, một cái chiến dịch quảng cáo nó hiệu quả hơn và tiết kiệm được cái chi phí cho mình. Thì đó chính là cái công dụng của website analytics này. Thứ nhất là mình sẽ theo dõi được thông tin, và thứ hai là sẽ phân tích, thứ ba là sẽ sử dụng được những cái nguồn thông tin mà cái cookie tree nó cung cấp. Ở công cụ là On-Chain Explorer này thì nó là một cái công cụ mà cho phép chúng ta tùy chỉnh theo dõi những cái địa chỉ ví on-chain, và các bạn biết là những cái cookie tree ấy nó connect với lại khá là nhiều cookie tree, họ connect với khá là nhiều những cái partner ở bên họ connect với khá là nhiều những cái partner họ connect được khá là nhiều những cái partner trong thị trường này, cả các dự án crypto nữa. Thì các dự án đấy, khi mà các bạn đăng nhập vào trong cái dự án, các bạn link cái Twitter ấy và connect cái website, connect địa chỉ ví lên website đấy, thì những dự án bên trong ấy họ sẽ thu thập được thông tin của các bạn và họ sẽ cung cấp được thông tin này cho cái cookie ba này. Thì lúc này, nhưng mà mình đang thấy hơi mâu thuẫn ở một cái vấn đề là đã là web 3 thì nó phải phi tập trung vào mặt dữ liệu và không bị kiểm soát, nhưng mà hiện nay thì có khá là nhiều những dự án nó đang connect với lại cookie 3 này và cung cấp dữ liệu cho cookie 3 nhằm mục tiêu là phân phối nó cho những cái người, cho những dự án, cho những cái doanh nghiệp họ sử dụng trong mục đích là marketing. Thì ở cái phần là website analytics này mình không có sử dụng được, mình cũng không test nó, tại vì cái này nó là dành cho doanh nghiệp, và mình hiện tại thì mình cũng chưa cần chạy một cái chiến dịch nào cho cái việc là quảng cáo hay là hoạt động marketing cả, cho nên là mình chưa test mà cái này. Thì các bạn nào mà đang ở vai trò là một cái doanh nghiệp hay là một dự án ấy, các bạn muốn chạy thì các bạn có thể là vào trong này và thử tính năng của nó ha. Quay trở lại cái phần on-chain explorer này, thì như vậy mình nói là các dự án khi mà nó connect, các bạn connect Twitter, các bạn connect địa chỉ với các bạn lên nền tảng đấy, thì những cái file đấy nó sẽ bị đưa về trong cái cookie tree này để mà tổng hợp thành một cái SCV, một cái file về về những cái thông tin đấy. Sau đó nó sẽ bắt đầu nó lọc ra và đánh giá cho các nó sẽ đánh giá và cung cấp cho những cái bên doanh nghiệp nào còn cái thông tin đó. Ở AirDrop này thì nó là một cái để mà chúng ta có thể là thiết kế được một cái chiến dịch AirDrop. Ở đây thì nó cũng mình sẽ vào luôn cho các bạn xem. Ở đây nó sẽ có bốn phần này, đây là những cái cơ bản thôi. Thì bây giờ mình sẽ chọn trên Polygon đi, mình sẽ target được mục tiêu là mình sẽ khi mà mình target nhưng mình chọn những cái target này này, mình sẽ chọn những cái mục tiêu này thì nó sẽ ra được những cái đơn vị nhất định, và những cái người mà họ nằm trong khu vực mà mình target đấy, mình sẽ tính toán được là trong khu vực này nếu như mà mình muốn thực hiện một cái chiến dịch AirDrop bằng những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra như này này, thì cái lượng người đó nó sẽ ước được là bao nhiêu, và mình sẽ phân bổ bao nhiêu token, phân bổ bao nhiêu tiền đấy, nó sẽ đem lại cái hiệu quả AirDrop cao hơn.
cho các dự án. Thì đó chính là cái về AirOps của Cookie Tree ha. Chúng ta sẽ cùng đến với cái phần thứ hai, phần backer của dự án. Phần thứ ba là backer. Thì backer là một trong những cái điểm mà mình nghĩ là nó khá là sáng của Cookie Tree. Ở đây thì các bạn để ý này, nhìn vào chút nhé, chúng ta thấy được là có khá là nhiều những cái angel investor và advisor cho dự án. Thì các bạn biết là những angel investor và advisor ấy, nó mang lại một cái lợi thế gì cho một cái dự án không, khi mà số lượng những cái người này họ đông ấy? Với cái việc là một dự án ấy, khi mà nó có khe khá một cái lượng angel investor và advisor ấy, thì đây là những cá nhân đến từ những cái tổ chức khác nhau, và họ có những cái tiếng nói nhất định khác nhau trong một cái nhóm ở trên thị trường, một cái nhóm nào đấy ở trên thị trường, có thể là từ một cái nhóm sàn này hoặc là một cái nhóm về các dự án trong ngành. Với những người này, họ sẽ giúp ích rất là nhiều cho dự án trong cái việc là connect những cái mối quan hệ cũng như là cái việc gọi vốn cho dự án. Thì nhờ vậy ấy, mà Cookie Tree họ đã gọi được hai round tổng cộng là 5,5 triệu đô. Ở đây thì các bạn có thể lên CryptoBrand để mà xem chi tiết hơn về thông tin này. Ở đây thì có một cái điểm rất là đáng chú ý, đó chính là có rất là nhiều backer mạnh ở trong cái ở trong danh sách nhà đầu tư của Cookie Tree. Thứ nhất là Animoca Brand, thứ hai là GSR, Spartan này, và Bitrain Holding. Thì đây đều là những cái đơn vị lớn ở trên thị trường và có những cái market maker trong này. Và đây chỉ là một cái đội ngũ rất đắc lực. Còn một cái điểm khác mà đáng chú ý hơn ấy, là các bạn thấy là Spartan và GSR là hai đơn vị đồng hành cùng với dự án trong cái hai round các bạn đi, từ năm 2022 cho tới năm 2024 là 2 năm. Dự án họ phát triển, họ làm kia. Nhưng mà đến năm 2024 này, sau 2 năm rồi, dự án họ vẫn gọi được vốn từ hai thằng này. Tức là nó có thể là nó liên quan tới nó có thể là nó có hai lý do như sau nhé. Một ấy là ông làm sản phẩm mà ông chứng minh được với tôi là giai đoạn này tôi cảm thấy rất ok và tôi vẫn muốn tiếp tục đồng hành với ông trong vòng đầu tư này, cho nên là tôi sẽ tiếp tục đầu tư ở round sau. Và cái lý do thứ hai ấy, nó có thể đến từ cái phần này, tức là những advisor, những angel investor, những cái người backer phía sau dự án ấy, họ rất mạnh và họ có tiếng nói, cho nên là họ đã gọi được vốn tiếp tục cho dự án cùng những backer đấy và ở cái vòng thứ hai với định giá cao hơn và cái mức tiền nhiều hơn. Thành ra là về đánh giá thì thứ nhất là quỹ đầu tư có gắn kết với dự án và có những quỹ đầu tư rất mạnh đứng ra để mà làm leader cho những cái vòng đầu tư này. Và cái thứ hai và cái thứ ba đó chính là họ đã bán được ở trên 4 sàn Lombard. Ở đây thì có PokerStarter này, Bybit, Gate và ChainGPT. Thì đây hai sàn Bybit và ChainGPT nó là một trong những cái Lombard rất là ổn định và có lượng người dùng rất lớn. Thì hai cái này nó đang mang thì khi mà bán IDO trên bốn cái thằng này, nó tạo thành một cái lợi thế là dự án nó có một cái lượng cộng đồng nhất định, và hiện tại mức giá thì đang x2 so với lại cái giá IDO mà họ bán ở trên sàn. Thì để mà bán được IDO trên cả bốn sàn thế này này và gọi được về hơn 1,1 triệu đô, 1,025 1,025.000 đô, thì họ đã thực hiện một cái chiến lược rất thông minh. Tất nhiên là sao, ngay từ giai đoạn mà vòng pre-seed ấy, họ đã cho thằng PokerStarter này đầu tư vào rồi đó, các bạn thấy không, cái vòng pre-seed họ đã cho PokerStarter và ChainGPT Lab đầu tư vào trong dự án rồi. Đến cái vòng thứ hai thì họ lại tiếp tục họ gọi ChainGPT Lab vào. Thì cái lúc này nè các bạn, nó sẽ có một cái này nè, là chiến lược dự án này. Khi mà một cái quỹ đầu tư đã là một cái sàn Lombard, họ đầu tư vào một dự án rồi, thì cái khả năng mà nó được liệt kê, nó được niêm yết, nó bán ở trên cái Lombard ấy nó rất là cao, và cái chi phí mà tụi nó loan dự án lên cũng khá là thấp. Thì đây là một trong những cái chiến lược rất thông minh mà đa số nhiều dự án nó sẽ làm, đó chính là gọi vốn thì gọi luôn cái thằng Lombard vào trong gọi luôn cái thằng Lombard đầu tư vào dự án của nó, sau đó bắt đầu nó đem dự án của nó lên cái Lombard để nó bán, nó vừa lấy được tiền, nó vừa có được cộng đồng. Ở đây thì mình sẽ phân tích khá là rõ về backer, tại vì backer là một trong những điểm sáng của dự án, cho nên là mình khá là chi tiết về nó để các bạn xem được là cái điểm sáng này nó có thể hỗ trợ dự án nhiều hay không.
đến phần sản phẩm thì như bạn nói mình đã nói là có ba sản phẩm chính: Web Analytics, On-Chain Explorer, AirRobSeal là ba sản phẩm mà đang được trình làng ở trong website và có thể sử dụng được. Ngoài ra thì đây chính là cái mô hình hoạt động của ba sản phẩm đấy. Ba sản phẩm này nó sẽ gói chung với cái phần là Analytics này. Ngoài ra thì còn có một hai sản phẩm khác, đó chính là Marketing Affiliate và cái thứ ba là cái Score, Marketing File Score. Tức là những cái người dùng khi mà họ dùng cái nền tảng Marketing File này, họ sẽ được một cái lượng điểm, thì cái lượng điểm đấy nó sẽ được Airdrop và được những cái benefit ở trên nền tảng. Còn các Affiliate này thì nó sẽ liên quan đến mô hình về KOL. Đây chính là cái cách vận hành của cái mô hình đây nè. Thì ở đây AI được áp dụng như thế nào vào trong mô hình của dự án? Các bạn sẽ thấy là với cái ở đây thì họ hình dung được là với cái lượng demand cookie, những cái hoạt động như này này, nó sẽ tạo ra một cái lượng demand cookie nhất định cho dự án. Ở đây nó sẽ có những hoạt động on-chain như là chúng ta đã nói, on-chain task hay là off-chain task. Những cái scoring này nó đều là khi mà người dùng họ sử dụng cái sản phẩm ấy, họ bắt buộc họ sẽ phải trả một cái lượng, họ sẽ phải trả phí, và họ sẽ phải trả phí bằng cái token cookie của dự án. Thì đó chính là cái lượng demand cho token cookie. Sau đó bắt đầu từ những cái thông tin, từ những cái hoạt động này này, nó sẽ tạo ra một cái lượng data. Thì cái lượng data này nó được đưa vào trong AI của dự án, thì AI của dự án nó sẽ dùng lượng data này để mà thực hiện những cái hoạt động cho mô hình AI của họ. Thứ nhất là machine learning. Machine learning thì là gì? Trong cái bài trước mình đã nói, thì mình đã nói sơ qua một tí nhé. Machine learning là học máy, tức là các dự án nó sẽ sử dụng data này, nó học vào để mà nó trẻ ra một kết quả khác cho cái vấn đề mà hay là những cái nhu cầu của người dùng. Cái mô hình Large Language Model này, mô hình ngôn ngữ lớn mà mình đã nói rồi lúc nãy này. Cuối cùng là AI. Đó, thì đó chính là cái yếu tố AI mà dự án đã áp dụng vào trong cái mô hình của họ. Theo mình đánh giá, các bạn phải để ý điều này. Theo mình đánh giá thì ở cái mô hình dự án này, cái yếu tố AI được đưa vào nhưng mà chưa phải là quá mạnh, và mình đang chưa thấy là yếu tố AI được đưa vào mạnh mẽ bên trong dự án. Cái này ấy, mình có thể hình dung được là những cái này nó đã có xuất hiện từ rất là lâu rồi các bạn. Nó xuất hiện từ 3 năm, 7 năm trước rồi. Bây giờ Facebook nó vẫn đang sử dụng những cái mô hình như này. Đó, để mà nó tạo ra những cái tài khoản để mà chạy Facebook Ads đấy. Hình dung ấy thì nó khá là giống với là cái Big Data hơn là một cái mô hình AI tiên tiến như là Generative AI hiện tại. Ở đây thì dự án có đưa ra một số những thông số. Thứ nhất ấy là hơn 400 tài khoản Twitter, hơn 400.000 follow, hơn cái tài khoản của họ đây là số lượng follower trên Twitter được tích hợp ở trên nền tảng của họ từ những cái KOL. Và thứ hai là hơn 300 DApp được tích hợp với cái platform của họ để mà cung cấp thông tin và dữ liệu. Thứ ba là 1.000 hơn 1 tỷ địa chỉ ví đã được process ở trên nền tảng của họ, và hiện tại thì đang có 14 hơn 14 trên được thực hiện ở trên platform của họ rồi. Ở phần team này thì mình đánh giá là team ấy không có quá nhiều nổi bật. Các bạn có thể là lên trên LinkedIn. Ở đây khi mà các bạn research về bất kỳ một cái dự án nào về crypto, các bạn có thể là lên LinkedIn và các bạn xem nó nha. Ở đây này có cookie tree này. Ở cái phần Bevel này thì các bạn có thể là xem được về những thành viên xây dựng dự án đấy. Đó. Ở đây thì mình sẽ không đi đọc quá nhiều thông tin bên trong đấy, tại vì mình có đọc rồi, mình đánh giá chung thế này. Team nó thì là có hiểu biết về digital marketing và cũng đã làm việc một thời gian với digital marketing rồi, và cũng có kinh nghiệm trong blockchain, nhưng mà mình đang chưa thấy những cái điểm nổi bật, tức là họ chưa từng có những cái dự án mà họ đã làm thành công trước đây ấy. Và có thể đây là cái dự án đầu tay của họ bên trong crypto, và thực sự là họ nghiêm túc và họ muốn xây lớn, nên là mình sẽ tiếp tục theo dõi cái việc là họ phát triển sản phẩm như thế nào. Trình độ của một cái team như thế nào ấy, nó sẽ thể hiện ra hết ở cái phần sản phẩm và cái việc là họ đi đúng lộ trình, họ phát triển sản phẩm đấy nó tốt. Ở phần roadmap thì chúng ta đang đến quý 3, quý 4 năm 2024. Chúng ta đã thấy token launch rồi, chúng ta thấy được nó listing lên những cái sàn ở sàn SET rồi. Hiện tại thì những cái hoạt động như là cái cookie score, marketing file score ấy, thì chúng ta vẫn chưa thấy. Hoặc là cái việc là làm mới platform thì chúng ta cũng chưa thấy này. Đó. Gần như là cái roadmap ở đoạn này thì chúng ta vẫn chưa thấy, mà chúng ta chỉ thấy là dự án họ đang vừa listing token lên thôi.
nên là chúng ta sẽ tiếp tục là đợi xem thử là cái việc họ scale cái mô hình của họ ra như thế nào nhé. Tiếp theo là về tokenomics. Ở đây thì các bạn có thể là xem về tổng cái lượng phân bổ tokenomics của họ. Token cookie thì cũng khá là giống với những cái token khác trong một cái dự án về DApp. Token có thể là đem được đem đi staking rồi tham gia quản trị, và hiện tại thì token cookie chỉ đang được sử dụng để trả phí một vài hoạt động ở trên nền tảng thôi. Và khi mà các bạn đăng ký thì các bạn có thể là trả phí bằng, các bạn đăng ký nền tảng ấy, thì các bạn có thể là trả phí bằng fiat. Nên là token cookie nếu mà nói là để áp dụng vào trong dự án tối ưu nhỏ hóa nhất hay chưa thì mình vẫn chưa thấy. Mình mong là trong những cái sản phẩm sắp tới của dự án ấy, thì họ sẽ áp dụng cái token cookie này nhiều hơn để mà tạo ra cái utility cho token. Thì ở cái phần là cookie staker ấy, các bạn khi mà đem token cookie stake ấy, thì các bạn thứ nhất ấy, là nhận được cái phần phí từ những cái hoạt động của analytics, thứ hai là từ cái phần là cookie affiliate KOL round. Cái này thì các bạn có thể xem thêm ở cái phần là affiliate cookie này. Mình hôm nay khi mà mình đăng ký mình cũng đã có apply vào thử rồi, cho nên mình đang chưa hiểu cách mà nó vận hành những cái KOL này như thế nào. Thì họ nói là họ partner với lại cái bên Bybit để mà làm hoạt động này, thì mình apply rồi nhưng mà không biết là cái này nó đã qua chưa, hay là nó có thể là vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Thì khi mà mình apply được vào rồi và mình xem thử là nó vận hành ra làm sao thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về phần này ha. Đó thì cái phần một phần token và một cái phần phí từ KOL round nó sẽ được đưa về cho cái cookie staker. Và cái cookie và cái phần cuối cùng mới là token reward từ hoạt động là Aerox Scoring, cái marketing file score mà mình đã nói lúc nãy ấy, thì nó cũng tạo ra những cái token về reward, thì nó sẽ tiếp tục là đưa về cho cookie staker. Ở cái phần về tokenomics này thì có một cái phần mà mình nghĩ là đáng lưu ý nhất mà mình muốn nói với, mình muốn chia sẻ với các bạn. Ở đây thì các bạn có thể xem phân bổ ha. Đối với mình ấy, thì với một cái dự án mà nó phân bổ ra những rất là nhiều những cái thành phần như này, thì đây đang chưa phải là một cái phân bổ tối ưu hóa lắm. Tại vì hiện tại thì đang có rất nhiều cái nguồn mà unlock token ra và từ nhiều hoạt động. Các bạn xem này, khi mà chúng ta check vào trong những cái đấy, họ tách cái vòng series, vòng seed ra, seed ra làm 3 vòng A, B, C này. Họ tách luôn cái vòng reseed ra. Họ tách rất là nhiều những cái mảng khác nhau KOL và trở thành một cái mớ rất là nhiều để mà unlock cho vòng sau. Thì với mình đánh giá là họ tách ra nhiều như thế này thì nó đang chưa tốt. Và chưa tốt chính là nó sẽ là một cái hoạt động rất xấu vào vòng sau, thì dự án nó sẽ bị gặp rất là nhiều áp lực sẽ trên thị trường. Các bạn xem này, đến năm 2025 là bắt đầu dự án họ sẽ gặp sẽ áp lực sẽ rất nhiều từ những cái nguồn mà nó unlock như này. Còn trong giai đoạn hiện tại thì một trong những cái điểm sáng mà mình đang thấy của dự án ấy và cái phần vesting này, đó chính là hiện tại thì cái lượng unlock ra chưa đủ nhiều, chưa nhiều, và chúng ta sẽ còn một khoảng thời gian nữa trước khi mà dự án thực sự là unlock hết những cái vòng như Sartorius này, hay vòng reset A này, vòng reset B, C đó. Trước khi mà nó unlock những cái vòng này, chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian. Và như các bạn mình đã nói trong cái timing của mình về thị trường ấy, mình nghĩ rằng trong giai đoạn sắp tới nó sẽ có một cái sóng tăng, và mình nghĩ rằng AI nó vẫn có thể được tiếp tục đẩy. Cho nên là đây là một trong những cơ hội rất là tốt để mà chúng ta có thể đầu tư vào dự án này. Còn đến những cái giai đoạn về sau ấy, khi mà nó bắt đầu nó unlock những cái nguồn này ra ấy, thì đây là những cái giai đoạn mà nó không đủ để nữa rồi. Tại vì cái lượng token unlock ra nó quá lớn so với cái việc là platform nó phát triển đủ lớn để mà cái lượng token đấy nó có utility, nó được người dùng họ đăng và họ sử dụng cho cái nền tảng ấy. Thì nếu như mà một cái bài toán là cái nguồn cung và nguồn cầu nó không cân bằng với nhau, và cái lượng token unlock ra thì lớn nhưng mà cái lượng utility của nó thì ít, nó sẽ khiến cho token đâm rất là sâu, và hoặc là nó không tăng trưởng mạnh được bởi vì áp lực sẽ được rất nhiều. Các bạn hình dung này, ở vòng này thì ông này đầu tư, vòng kia thì ông kia đầu tư, nó sẽ không có một tính nhất quán được, nhất là những hoạt động khác nữa, nó sẽ không có một cái tính nhất quán để mà đồng loạt tất cả cùng cầm token và market maker sẽ đẩy. Cho nên là về phía dự án ấy, mình nghĩ rằng họ cũng đã tính toán một cái đường rồi, nếu như họ muốn kiếm tiền trong dự án này
thì cách tốt nhất ấy là họ sẽ bơm trong giai đoạn này khi mà chưa có quá nhiều nguồn cung token. Những cái nguồn cung hiện tại đa phần là đến từ incentive là nhiều, và cái BPC này là 3.75%, nó không quá lớn mà nó còn trễ trong một thời gian rất là dài nữa. Đa phần nó đang đến từ cái phần incentive này và họ có thể họ handle được nguồn cung của nó, thì đây là cái giai đoạn mà họ đã giá tốt nhất. Còn về sau ấy, thì mình nghĩ là không để theo dõi thêm dự án, chứ không nên là áp vào dự án này về mặt long term, tại vì nó sẽ có rất nhiều nguồn sẽ token ra trong dòng tới. Ok, mình tóm tắt lại ý cho nhé. Trong dòng này vẫn chưa có token được unlock ra từ các nguồn, thì đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như mà thị trường tăng trưởng và Gen AI được đẩy lên, thì đây là cái giai đoạn mà dự án Cookie Tree này nó sẽ được đẩy, nó được bơm rất tốt, tại vì nó chưa có quá nhiều áp lực sẽ trên biểu đồ giá. Và về sau, về tương lai, về dài hạn ấy, thì khi mà những cái nguồn unlock này đã bắt đầu được unlock rồi, thì đây sẽ là những cái áp lực sẽ rất lớn ở trên đồ thị giá. Nếu như mà dự án phát triển chưa kịp thì cái việc là cung nó lớn hơn cầu, nó sẽ dẫn tới giá là khó tăng trưởng, nên là các bạn phải xem xét của nó trong về mặt long term. Còn về mặt short term thì mình thấy là nó vẫn đang rất là tốt để mà có thể là mua vào. Lưu ý đây không phải lời khuyên đầu tư nhé. Ở đây thì dự án họ có thiết kế ra một cái file về tokenomics. Đây là cái mô hình tokenomics của họ. Mình sẽ gửi cái link này bên dưới cái phần bình luận cho các bạn xem. Ở đây thì nó cũng chỉ đang nói lại những cái phần mà mình vừa nói lúc nãy thôi, còn cũng không có gì nổi bật hơn. Mình sẽ tổng kết lại dự án như sau. Về thứ nhất ấy là về ý tưởng và sản phẩm của nó. Về ý tưởng thì nó rất là hay, tại vì về ý tưởng ấy thì nó rất là hay và nó rất là mới. Nó được gọi là bây giờ thì chưa, mình nghĩ là chưa có đối thủ về mặt đối thủ cạnh tranh ấy, thì dự án vẫn chưa có. Và marketing file là một cái từ khóa mà nó được dự án thiết kế và phát triển trong giai đoạn này thôi. Đây là một idea khá là hay ha. Còn về mặt sản phẩm ấy thì mình nghĩ rằng đang có rất nhiều những cái vấn đề về mặt sản phẩm. Thứ nhất ấy là về data. Nếu như mà nó cung cấp được một cái lượng data đủ lớn ấy, thì lượng data đấy từ các dự án ấy, cho dù là nó có reward lại, nó chia sẻ phần thưởng lại cho cái phần data đấy, thì mình cũng đang chưa hiểu rằng cái việc là khi mà nó chia sẻ dữ liệu cho những cái người dùng họ trả phí, và lượng dữ liệu đấy được lấy từ đâu, và nó có đủ chất lượng để mà những dự án nó sẽ sử dụng được mà nó tiết kiệm được chi phí cho cái bài toán là marketing của bọn nó hay không, thì đó là cái câu hỏi rất lớn. Còn về mặt sản phẩm ấy, thì khi mà check vào website thì mình đã thấy được là nó cũng đem được những cái sản phẩm ban đầu rồi, chứ không phải là không. Và cái việc còn lại cũng giống như những dự án về AI khác, là nó sẽ cần thêm nhiều data hơn, cần thêm nhiều dữ liệu hơn để mà dự án có thể tiếp tục phát triển cái LLM, cái mô hình ngôn ngữ lớn của nó, để mà càng lúc càng tối ưu hóa hơn về mặt thông tin và dữ liệu. Còn về yếu tố về AI bên trong dự án ấy, đây có phải là một dự án thuần về AI hay không, thì mình đang thấy là nó không phải là một dự án thuần về AI, về phát triển AI, mà nó giống là một AI hẹp hơn. Có bữa mình có đưa cái niệm AI hẹp ấy, AI hẹp là AI được phát triển cho một cái lĩnh vực hoặc một cái nhóm ngành nhất định, thì đây nó đang thiên về một cái AI hẹp hơn, và nó được thiết kế và phát triển nhằm mục đích là cho hoạt động marketing online, cái digital marketing. Về backer ấy, thì về đội ngũ backer này thì mình đánh giá là nó đang là 8 trên 10, khá là chất lượng. Nó có thứ nhất là những quỹ đầu tư lớn, và thứ hai là những có cái market maker bên trong quỹ đầu tư đấy, và advisor và angel investor, một vài người cũng là một vài người bên có tiếng nói ở trong thị trường, thì họ sẽ giúp ích được rất nhiều. Minh chứng đó chính là cái việc là họ đã giúp dự án gọi được hai round gọi vốn, và cùng là những nhà đầu tư lớn đấy. Bên cạnh đó thì dự án còn connect một cái lượng KOL rất lớn, và có những cái gương mặt đó nổi bật này, các bạn có thể Ivan Ortega này. Thì những KOL này nếu như mà trong giai đoạn tới họ nhận được benefit từ Cookie Tree,
và những cái incentive ấy, có thể họ sẽ là một trong những cái bên giúp ích rất là đắc lực cho cái việc làm marketing cho dự án. Nhưng mà cái này thì còn xa ha, mình đang muốn xem là cái affiliate marketing này của họ nó sẽ phát triển tới đâu, cũng như là cái marketing file score ấy, nó có đủ tốt để mà thu hút người dùng họ tham gia vào trong dự án hay không. Tại vì bây giờ nếu như mày vào dự án ấy, thì đây đang là một dự án dành cho doanh nghiệp là chính, chứ không phải là cho retail user của chúng ta. Trong cái yếu tố này các bạn còn phải lưu ý này, mình nói lại về cái phần tokenomics, vì phần sản phẩm này nó đang dành cho những cái đối tượng khách hàng đó chính là những doanh nghiệp và phải trả phí. Thì nếu như trong giai đoạn tới mà tokenomics của bọn nó unlock quá nhiều, nó dẫn tới một cái việc là khó, có thể là cái bài toán và cái việc là bơm giá lên để mà tạo lợi nhuận từ token nó khó quá, thì cái việc bơm giá nó sẽ không đẩy mạnh, tức là vẫn bơm giá nhưng mà nó không đẩy mạnh cho cái hoạt động này, mà nó sẽ tập trung cho cái việc là phát triển mô hình kinh doanh để mà thu lượng phí từ đây nhiều hơn hơn là cái việc là tập trung đẩy giá và vẽ ra cái game theory. Các bạn phải lưu ý điểm này nhé, cái này thì phải là theo dõi dự án nó phát triển như thế nào thôi, chứ còn chúng ta cũng chưa chưa chắc chắn được định hướng của nó sẽ phát triển ra làm sao trong tương lai được đâu. Ok, tóm lại là đây là một dự án với backer tốt, chắc chắn là họ những cái backer này này họ sẽ không để cái phần đầu tư của họ được bị lỗ được khi mà họ đầu tư vào cái dự án như thế này. Và về mặt sản phẩm và mặt ý tưởng ấy thì nó cũng tạm ổn, nhưng mà về mặt triển khai để mà scale mở rộng ấy thì chúng ta sẽ còn theo dõi thêm, và để mà nói là có thể là được đầu tư được vào hay không thì mình nghĩ là trong trước cái giai đoạn mà nó unlock một cái lượng lớn token thì đây vẫn là một cái giai đoạn tốt để mà chúng ta có thể là cân nhắc và phân bổ vốn đầu tư cho danh mục AI. Còn về long term ấy thì mình không chắc được, tại vì long term nó sẽ có một cái lượng unlock token rất lớn từ rất nhiều nguồn khác nhau, và các bạn biết là nhiều nguồn khác nhau ấy thì nó là một cái yếu tố cực kỳ ảnh hưởng tới đường giá, nó không mang tính nhất quán giữa các nhà đầu tư với nhau, nhận thức ông này sẽ ông kia bán là giá nó sẽ rất khó tăng trưởng. Ok, các bạn có câu hỏi nào cho dự án cookie chơi này mà các bạn đặt vào trong phần bình luận nhé. Phân tích cookie tree mà hỏi like à? Like bullish em ơi. Anh em có câu hỏi nào thì mọi người đặt câu hỏi vào trong phần bình luận đó, nếu mà không thì chọn nhấn số 0 luôn nhá. Xong rồi mình sẽ đi nhanh tới cái phần là phần chia sẻ kiến thức. Nãy là mình sẽ chia sẻ nhanh về cái mindset đi tìm hidden gem trong giai đoạn này, và nó sẽ phù hợp, rất là phù hợp cái lối đánh là đi tìm một cái dự án undervalue ấy. Nó đang là mình thấy rằng trong giai đoạn này là giai đoạn thích hợp để mà áp dụng cái phương pháp là đầu tư với những dự án undervalue. Thật ra thì undervalue hay không ấy thì nó cũng là một cái sự tranh cãi, nhưng mà đối với mình ấy thì mình cứ gọi nó là giá tốt đi, đi tìm một cái dự án có mức giá tốt, có mức định giá tốt, nó có thể là nó bằng với quỹ đầu tư, quỹ đầu tư nó đi quỹ đầu tư ấy, nó đi FDV 60 triệu đô chẳng hạn, chúng ta cũng đi FDV bằng nó thì nó sẽ là một cái định giá khá là tốt, tại vì kiểu gì thì nó cũng bơm lên cao hơn. Đây thì mình không nói cookie tree nha các bạn nhé, cookie tree này thì có thể là những cái thằng mình đầu tư từ 2022 nó đầu tư với một cái định giá rất là thấp. Mọi người có câu hỏi nào cho con cookie tree này mọi người bỏ vào trong phần, đặt vào trong phần bình luận nhé. Con like này thì về mặt phân tích cơ bản ấy, mình đang chưa cập nhật hết thông tin, nhưng mà tạm hiểu là nó vẫn đang tiếp tục phát triển những cái sản phẩm của nó, và tương lai thì nó vẫn hứa hẹn nhất là cái mô hình AI to earn của bọn nó. Thật ra mình cũng hơi lấn cấn một cái điểm là cái mô hình AI to earn của bọn nó ấy, là tại sao bây giờ đến bây giờ bọn nó vẫn chưa ra cái mô hình đấy,
không biết là bọn nó đợi thị trường hay là bọn nó đang bị mắc kẹt ở đâu đó. Nhưng mà dự án thì nó vẫn phát triển, nó vẫn ra mắt cập nhật sản phẩm này sản phẩm kia, nó vẫn phát triển cái lớp layer của bọn nó. Còn về mặt phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật ấy, thì cái đợt vừa rồi chắc là dự án nó bán hết token trên đỉnh rồi, và bây giờ bắt đầu đang gom lại. Mình đấy là giai đoạn trước ấy, thì nó gom trong cái vùng này này, nó gom quanh cái vùng này, và bây giờ các bạn thấy không, giá nó đi về lại khi mình nó đâm ấy, đâm lại về ngay giữa của cái vùng cân bằng trước đó mình đã, tụi nó đã gom luôn. Nếu như mà market tốt thì chắc là nó xoay quanh cái đoạn này thêm một vài tuần nữa, đợi sóng altcoin, đợi sóng altcoin, đợi sóng AI lên thì bọn nó sẽ lại tiếp tục nó tăng trưởng. Mọi người có câu hỏi nào mọi người đặt vào trong phần bình luận nhé. 2 phút nữa thì bắt đầu mình sẽ trả lời hết câu hỏi, xong rồi mình sẽ đến cái phần tiếp theo. Con cookie tree này thì tạm thời mọi người đừng vào con này nhé. Con cookie tree này mặc dù là phân tích về nó, cái mô hình mà bọn nó có thể là đẩy giá được trong thời gian ngắn này nó tốt ấy, cái cách mà bọn nó có thể đẩy giá được trong thời gian ngắn nó tốt, nhưng mà đây chưa phải là giai đoạn gom bọn nó. Và cái nhóm nhóm coi chung về các cái narrative và trend ấy, thì có thể nó sẽ còn một giai đoạn sideways đủ lâu, tại vì bây giờ nó nhưng mà bước vào đầu chu kỳ đầu sóng tăng ấy, BTC nó sẽ tăng trước, nó sẽ đi qua, nó phá đỉnh lần này này, xong rồi bắt đầu nó đi lên, nó quanh quanh cái vùng này một giai đoạn ấy, thì lúc này nó bắt đầu nó mới thổi ra trend, thổi ra narrative. Thì bây giờ vẫn đang chưa thấy cái vùng gom con cookie này, cho nên là mọi người đừng vào con này quá sớm, tại vì chúng ta đang chưa có đáy, và đáy nó có thể thiết lập một cách như thế này, nó đi xuống đây, nó xoay quay đâu đấy 1 2 3 tuần gì đấy, nó bật lên lại, thì lúc này cái giai đoạn này mới mua, đợi nó xoay quay một thời gian nhé. Chứ còn trong giai đoạn này này mà chúng ta nhảy vào, chúng ta không biết được đâu là đáy đâu, tại vì nó chưa thiết lập cái đáy của nó, mà cái chiều hướng thì nó vẫn đang tiếp tục nó giảm, nó đang khá là rủi ro ấy. Những cái đường trung bình họ đang mở rộng này, nó đang mở rộng như này thì nó sẽ phải mất thời gian, một thời gian rất nhiều. Thế là khi nào mà mua được thì mình sẽ đăng lên trên kênh Twitter cá nhân cho các bạn. Còn nếu như mà nói về cái việc là chấp nhận rủi ro ấy, thì với cái FDV hiện tại mình nghĩ rằng FDV đâu đó từ 40 đến 50 triệu đô là một cái mức FDV đi được, hoặc là đợi thế, nếu như mà xuống mức đó mà các bạn vẫn còn băn khoăn thì cứ đợi xem nó giá nó đi ngang cái vùng đó thời gian bao lâu. Hiện tại thì giá nó vẫn đang x2 so với lại cái giá những cái việc là bán IDO trên sàn thôi, nên là vẫn là một cái mức giá khá là tốt. SPV 60 triệu đô trong mùa này thực ra là không quá cao đâu các bạn, nhưng mà an toàn thì chúng ta đợi tầm 40-50 triệu đô có thể là vào được. Những con như này nó khá là rủi ro đó. Thứ nhất là nó có một sóng tăng rồi này, cái biết là nó đánh xong một sóng tăng này đi. Khi mà những cái con đợt vừa rồi có nhiều con AI nó chạy như thế này là bọn nó listing rất là sớm ở cái đoạn là đầu sóng giữa năm ngoái, và bắt đầu nó tích lũy, bọn nó gom hàng hết ở đoạn này, chả ai còn hàng trong tay, bọn nó bơm lên trên này, và chắc chắn là bọn nó đã sẽ hết toàn bộ đống hàng của nó trong tay rồi. Và những con như này mà mua vào nó khá là rủi ro. Nó có 2 trường hợp, hoặc là bọn nó sideways quanh vùng này một thời gian rồi nó mới bơm, còn không ấy thì nó cho đai luôn dự án để mình nó đi sang dự án khác. Nên là những con gặp những con như này thì nó mọi người phải cân nhắc cái việc là có mua vào hay không. Thường ấy thì mình sẽ thích đánh những con mà nó chưa có sóng tăng lần nào ấy các bạn, như con cookie này này chẳng hạn,
Tại vì sao? Các bạn biết là cái bọn này nó bỏ vào rất là nhiều tiền và bọn nó đang connect với team để mà làm việc chặt chẽ về hoạt động MMM, hoạt động lái xe. Mà bây giờ thị trường ấy thì nó đang xấu, nhưng mà khi thị trường nó tăng lại, bọn nó sẽ tận dụng cơ hội đó để mà kiếm tiền. Tại vì khi mà về giai đoạn sau ấy, mình nói nhá, trong giai đoạn sau ấy, nếu như mà nó bơm giá lên, nó bơm con này X10 lên, trong khi là bọn nó chỉ cầm một phần token được unlock trong này thôi, và một phần lớn còn lại là nằm trong tay những cái ông khác ở phần fundraising này. Có thấy không? Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ đó, thằng GSR này làm cái maker cho dự án, nó bơm lên X10, xong rồi đâu phải là một mình nó sẽ đâu, mà tất cả những cái thằng ở trong này đều được sẽ, những cái thằng mua IDO này cũng được sẽ. Thì lúc này bọn nó bơm lên là bọn nó bơm cho cả nhà giàu ấy, thì bọn nó sẽ không thích gì đoạn đấy, mà bọn nó sẽ tập trung bơm mấy dòng sóng tăng đầu tiên hơn, dòng sóng tăng mà tụi kia nó chưa có token, và lúc này token đang nằm trong tay team, token đang được bọn nó gom ở trên thị trường, thì bọn nó bơm sóng này nó sẽ đẹp hơn hơn là những cái sóng sau. Nên là mình không có thích đánh với con mà nó có một sóng tăng rồi và nó đâm về đáy luôn. Cái này là nó thể trôi giá rồi nhé. Như con Space này trong buổi lần trước mình đã phân tích khá là nhiều rồi. Con Space này thì nó chưa có sóng tăng nào thực sự hết, và trong vòng khoảng 9 tháng tới thì nó không có token được unlock ra. Nếu như mà con này mà đẩy được một thị trường mà tăng trưởng ấy, con này sẽ tăng trưởng cùng với thị trường. Khi mà AI bắt đầu nổi sóng lên thì con này nó tăng trưởng rất là tốt nữa. Và đây là một danh mục đầu tư AI an toàn cho các bạn mà muốn đầu tư vào mảng AI mà sợ những con kia nó rủi ro quá thì đầu tư vào Space. Every every nè, everywhere hay là every nè. M6 lít nhưng mà từ 2022. Cái con này nghe quen nhỉ? Tự nhiên mình nghe con này ở đâu đó rồi. Không nhớ là xem khi nào nhưng mà chắc chắn là đã xem con này rồi. Con này M16Z 60 triệu đô. Nhìn risk nha. Nhưng mà M16Z đầu tư 60 triệu đô không nên bỏ rơi nè. Toàn là bọn quý lớn. Mình xin thử vesting token nha. Ồ, bọn nó vẫn chưa vesting token. Và bọn nó đầu tư 2 năm rồi. Chuẩn bị tới giai đoạn của M6Z được unlock này. Team cũng được unlock này. Con này thì mình sẽ phân tích thêm nhé. Nhìn về token Nomad này thì nó đang khá là kiểu đang nó đang muốn thổi ấy. Bọn nó đang chuẩn bị unlock token thì là một giai đoạn mà bọn nó rất tốt, và cái phần mà unlock này thì đa phần đều là team và tụi nó cầm hết, bọn quỹ tụi nó cầm hết rồi. Để mình xem thêm sao sau cho rồi mình sẽ lên một bài phân tích sau nếu như mà con này nó ok. Bọn này lướt đúng ngay giai đoạn mà thị trường ở đau trên nó đau được vừa rồi luôn, thế nó chia kinh khủng quá, 0.08 mà về 0.05 này chỉ hơn 10 lần. Còn BDB hả? BDB không không biết. Ui, cái con VDB này nó bơm thổi vãi nhái. Con này là đây, nhìn chặt con này này, nó là một cái lối tư duy đánh này này. Cái bọn VDB này là bọn nó khả năng cao là bọn nó bỏ dự án rồi, nhưng mà cái đám mà cái maker với là cái đám gọi là mấy cái maker lâm rom phía dưới ấy, bọn nó mua lại dự án hoặc là bọn nó mua lại token gì đấy,
xong rồi thi thoảng bọn nó cứ thổi một sóng lên, thổi một sóng lên up bô, thấy không, cứ thổi một sóng lên này, này thổi một sóng lên up cái bô về đầu, thổi một sóng lên up một cái bô, thổi sóng lên đâm về lại đúng cái điểm gần cái điểm mà tụi nó gom hàng luôn, thấy không, cứ tụi nó gom điểm nào là tụi đâm, tụi nó chỉ cần thổi lên tụi nó lấy được cái thanh khoản là tụi nó sẽ về tới chết mà thôi. Đánh mấy con này thì rủi ro lắm, không phải không bị mà. Anh em còn câu hỏi nào không thì mọi người đặt vào trong phần bình luận nha. Nói một chút về cái việc là phương pháp đầu tư về under, phương pháp đầu tư dự án undervalue nhé. Giai đoạn này ấy, tại sao mình lại bảo là các bạn nên học về cái việc là phân tích dự án, những cái dự án mà nó có định giá tốt, định giá thấp hay là undervalue để mà đưa vào trong portfolio. Tại vì chúng ta thấy là sau khi mà thị trường nó đi một cái giai đoạn sideways, tích lũy, nó tái tích lũy như thế này này, đã có rất là nhiều những con coin nó chia rất là mạnh luôn rồi. Mấy con như Wormhole hay là con nhiều con lắm, bây giờ nó đang ở gần sát với lại cái FTV mà bọn quỹ đầu tư lớn nó đi ấy. Thật ra thì quỹ đầu tư lớn nó đi khoảng vài chục triệu đô, cái trăm triệu đô một đợt vừa rồi trong năm 2022, 2023 là bọn nó đi thật, chứ không phải là dự án nào nó cũng gọi mỏ luôn các bạn. Nên là khi mà chúng ta thấy những cái dự án đấy nó gọi được vốn to, và bây giờ khi mà listing lên sau một cái giai đoạn bọn nó bắt đầu bọn nó giảm về gần với giá quỹ rồi, thì đây là một trong cái đợt banh, một trong những cái đợt sell off rất là lớn của thị trường mà đang là cái thềm của một cái trong sóng nữa. Thì chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải đắn đo cho cái việc là cái xu hướng mua vào thì dự án nó không tăng trưởng thì sao, thì chúng ta phải đi gặp dự án chứ sao, đúng không? Thì bây giờ đây là một trong những cái đoạn rất là tốt để mà chúng ta đi tìm những cái con như này. Nó chỉ có nó đầu tiên ấy, thì các bạn nó chỉ có một bẫy, nó khá là dễ như này thôi, là các bạn phải xác định được đâu là cái trend, là đâu là cái trend mà nó có thể đón dòng tiền được trên thị trường. Và thứ hai là ngoài ra thì các bạn đi tìm những cái dự án này dự án tốt, ví dụ những cái con wormhole này chúng ta thấy nó quá là rõ đúng không, wormhole Unlayer Athena này, những con này thì nó khá là nổi trội trên thị trường, nhìn một phát là biết. Vấn đề là chúng ta đợi có đợi được để mà nó về về entry tốt hay không thôi. Rất là nhiều những anh em họ đu Unlayer này đợt trước ở trên cái vùng này này, những cái vùng này mà họ kỳ vọng là Unlayer nó airdrop xong rồi step to airdrop, họ kỳ vọng nó tăng lên ít ba bốn nữa, nhưng mà rốt cuộc thì không đó. Thì bây giờ những con này nó đang có định giá rất là tốt, cái việc còn lại của chúng ta là nó đi gom nó về, chúng ta đi sàng lọc nó về. Thì cái bước đầu tiên là cái bước sàng lọc, này thứ nhất là xác định được dự án tốt, thứ hai xác định được cái câu chuyện, cái narrative có thể thu hút được cái dòng tiền. Và chúng ta đi qua những cái trang như là trang CryptoRun này hay là CryptoFundraising này, chúng ta đi tìm những cái dự án mà nó đang nó những cái ngách ấy mà nó những cái ngách mà chúng ta đang xác định được là nó có thể nó thu hút vào dòng tiền được ấy. Sau đó bắt đầu chúng ta đi check từng dự án xem thử là con nào nó có token rồi, và đi vào trong những dự án đấy xem thử là bọn này ấy, nó có đủ tốt hay không. Thì cái cách mà các bạn nhìn ra được ngay một cái dự án mà nó có thể thổi được lên ấy, như cái con cookie này, đó chính là mình quay lại nhé. Con này nếu như mà xét về mặt sản phẩm, nếu như mà nó không gọi được bốn ấy, mình gần như là mình sẽ không muốn đầu tư vào nó đâu. Nhưng mà nó có hai yếu tố mà mình muốn đầu tư vào nó. Thứ nhất ấy, là nó gọi được bốn từ những quỹ đầu tư lớn, và trong đó có cả market maker nữa, và có những cái market maker họ lái giấy, từng lái giấy những cái con rất khét rồi, cho nên là mình khá là thích. Và thứ hai ấy, bây giờ định giá của nó là sau khi một giai đoạn nó chia rồi thì định giá của nó hợp lý, nó đủ hợp lý để mà mình có thể là mình theo dõi và mình mua vào. Mình không nói là mất 60 được, mất 60 triệu đô này để anh mua nha các bạn nhé. Thì cái đó cấm mấy ông mua gì đoạn này luôn ấy. Con này nó chưa tạo đáy xong đâu, nó có thể tạo đáy thêm một cái 0.4, 0.7 đấy, chúng ta phải theo dõi thêm. Nhưng mà khi mà nó chia về cái vùng này đó là cái vùng mà bắt đầu hợp lý, và chúng ta có thể là theo dõi nó rồi. Và những cái bọn này này nó bỏ tiền vào rồi, bọn nó không bao giờ mà bọn nó để bọn nó chính bọn nó lỗ được. Bây giờ nó là người cầm lái, lèo lái cuộc chơi này, tiền nó bỏ vào rồi, làm sao mà nó để dự án nó đầu tư nó lỗ được. Nó làm mọi giá, làm mọi cách,
thúc đẩy dự án và làm mọi cách để mà dự án nó có thể đi, nó có thể tạo được cái sự thu hút cho những cái con cá con để mà bọn nó bơm vé lên và bọn nó thu tiền về. Đó nên là thứ nhất ấy, là sàng lọc dự án, xem từ những cái con nào mà nó có backer mạnh, mà nó đang chia với một cái mức định giá tốt, thì chúng ta bắt đầu liệt kê nó lại thành một cái nhóm. Và lúc này chúng ta theo dõi nó, xem thử là đến những cái giai đoạn mà thị trường nó bắt đầu chia rồi, thì những cái con nó còn tiếp tục nó phát triển hay không. Một yếu tố then chốt là dự án nó phải tiếp tục phát triển nhé các bạn nha. Những cái dự án mà nó đã có backer mạnh đến mấy nhưng mà nó không phát triển sản phẩm nữa, hay là đội ngũ nó bắt đầu có dấu hiệu là bỏ dự án rồi, cộng đồng không gọi tiếp với nó nữa, thì chúng ta tuyệt đối không nên dây vào những cái con như vậy. Tại vì market maker muốn bơm giá được lên thì nó sẽ bắt buộc có một yếu tố có thanh khoản thì tụi nó mới bơm lên đó. Cho nên là những cái con mà nó đã không có, mình sẽ lấy cái con này này, A16Z đầu tư, chưa từng có một sóng tăng nào luôn. Con Angel này các bạn, A16ZX này, rao 5 triệu đô từ năm 2021, xong rồi được Arbitrum Foundation cho một mớ một cái cục ARB trong cái incentive nữa. Nhưng mà sao? Nhìn chart đồ thị của nó ớn lì lưỡi luôn các bạn. Đây, mọi người thấy cái chart đồ thị của con này không? A16Z đầu tư đó các bạn, listing ngay đúng cái đỉnh mà của chu kỳ trước luôn, và đến bây giờ vẫn chưa có một sóng tăng nào luôn. Mấy cái này là bơm cho vui chứ còn làm gì có cái sóng tăng nào trên biểu đồ thị của nó. Đấy, không có một cái nỗ lực kéo giá nào trong suốt giai đoạn là 2-3 năm qua. Và đây là A16Z đầu tư này, và chúng ta nên, đó chính là, cho nên là chúng ta phải xem xét cân nhắc rất là nhiều yếu tố khác nhau. Cộng đồng nó còn active hay không này, dự án nó còn tiếp tục phát triển sản phẩm hay không, dev họ có active nữa hay không ấy, để mà chúng ta sàng lọc ra một cái nhóm dự án và chúng ta bắt đầu đưa nó vào trong danh sách là theo dõi. Và cái thứ hai, và khi mà chúng ta kết hợp ba yếu tố này, mình nghĩ là nó sẽ tăng cái tỷ lệ chiến thắng được cao hơn. Thứ nhất ấy, là dự án nó chia về cái mức định giá hợp lý. Thứ hai là trong cái nhóm khi mà nó là một cái dự án gọi được vốn, trong cái nhóm quỹ đầu tư của bọn nó thì có những cái dự có những quỹ đầu tư lớn, và thậm chí là có market maker, thì nó rất là tốt, là một điểm cộng cho backer. Và cái thứ hai và cái thứ ba ấy, đó chính là cái nó nằm trong một cái trend hoặc narrative nào đấy, nó có thể là nó phát triển lại sản phẩm, nó có thể là nó rebrand gì đó, nhưng mà nó phải nằm trong cái nhóm narrative kéo về dòng tiền được trên thị trường này, thậm chí là chỉ cần quay cái tên thôi nó có thể là kéo được dòng tiền thì nó mới bơm được lên. Đó, ba yếu tố các bạn nhớ nhớ nhé. Một là một dự án đã chia về cái mức định giá hợp lý là yếu tố then chốt đầu tiên. Thứ hai là backer là gọi được vốn từ những backer lớn, cộng một điểm nếu như mà có market maker trong nhóm backer đấy. Và cái thứ ba đó là dự án nằm trong một cái nhóm narrative là đấy thu hút dòng tiền trong chu kỳ lần này hay là trong sóng tăng sắp tới, thì đó sẽ là ba cái điểm mà rất là tốt khi mà chúng ta đi tìm một cái dự án gọi là under value, hoặc là có một cái mức định giá thấp, một mức định giá tốt. Ngoài ra thì trong chu kỳ lần này với các hệ sinh thái lớn ấy, thì các dự án như cái con Thela Lab mình sẽ chia sẻ là một cái case con Thela Lab là tại sao mình mua con đấy. Thứ nhất ấy, là bởi vì là mình rất là bullish cho Aptos, và thứ hai ấy, khi mà mình theo dõi con Thela này thì mình thấy là giai đoạn này này là mình bắt đầu mình mua vào rồi nhá, thì mình sẽ chia sẻ một cái sai lầm của mình này. Đây chính là cái giai đoạn mà mình mua vào ở đây này, quanh cái vùng này, sau cái giai đoạn mà nó listing lên xong rồi nó đâm về 0.5 0.6 gì đấy đó, cái giai đoạn đó nó là chính là cái giai đoạn này của BTC các bạn. Đây này, nó chính là cái vùng này nè các bạn, mình mua vào bị sớm trước thềm uptrend. Và các bạn thấy không, mặc dù là về sau ấy nó tăng trưởng ít 15 lần nhưng mà đi xây mỗi trong mỗi cảnh thì nó mới về lại được cái entry tốt. Về sau ấy thì mình vẫn bắt được ở vùng này, và khi mà mình lên một cái bài trên social ấy thì là quanh cái vùng này này cho các bạn mua, nhưng mà thực tế thì đó là một cái sai lầm của mình, là mình đã mua từ trước đó ngay từ giai đoạn này rồi đó. Thì cái case này tại sao mình mua nó,
là bởi vì mình bullish và startup tốt. Thứ hai là con Tesla này nó gọi được 6 triệu đô từ những cái quỹ đầu tư lớn. Và ở đây thì có BearFi Capital, và đây nó đây nè, thằng BearFi và Session là một trong những quỹ đầu tư mà nó có cái nhóm mà cái maker của bọn nó riêng, hoặc là thằng này nó có connect market maker, thì mình biết được là một cái insight như thế thì mình hiểu được rằng nó đầu tư 6 triệu đô vào rồi. Và áp tốt, nếu như mà tăng trưởng thì chắc chắn là con này nó sẽ cùng tăng trưởng, và bọn này nó sẽ không bỏ qua cái cơ hội là bọn nó bơm giá lên. Tức là bọn nó phải làm mọi cách, bọn BearFi này bọn nó đầu tư vào trong cái con Ondo nữa các bạn, và một số những con về reward khác. Thế là bọn nó connect cho thằng giúp thằng Tesla này cùng con Ondo phát triển một cái về reward set. Mà trời thấy không, để mà bơm được một cái dự án ấy, bọn quỹ đầu tư lớn ấy bọn nó phải làm mọi cách. Bây giờ tao có cùng cực gian nữa, tao cũng phải giúp mày để mà mày phát triển được, mà mày mày phát triển được thì tao mới làm giá được và tao mới thu lợi nhuận về. Tao thấy là nó connect cho bọn Tesla này với bọn Ondo để mà phát triển cái đồng USDE. Và về sau thì khi mà trend reward set đẩy lên ấy, chính là cái đoạn này nó bơm lên một đoạn nữa, ít 4 lần đây, từ 0.6, 0.5, 0.6 bơm lên 3.3 đô. Nhưng mà tính từ đấy thì nó đã ít tới mười mấy lần. Quay theo sức mạnh của một market maker, sức mạnh của một cái bất cờ mạnh trong để mà hỗ trợ dự án là như vậy. Cho nên là những dự án nào mà đã giai đoạn này nó sẽ chia về đường giá thấp, nên là mình đã rất là tin tưởng và mình múc nó. Múc thứ nhất là vì tin Aptos nó sẽ phát triển, và thứ hai là thằng BearFi và những market maker bọn nó sẽ không bỏ rơi dự án, và bọn nó sẽ tiếp tục thúc đẩy cho con này nó phát triển lên. Ok, mọi người có câu hỏi nào luôn thì mọi người đặt vào trong phần bình luận nhé. Tóm tắt lại là trong ở cái ý của cái bài này là về cái việc lại tìm đi tìm dự án mà nó có định giá thấp, định giá tốt ấy. Thứ nhất là dự án nó đã chia về một cái mức giá nó sâu rồi, mà có thể là 70-80% so với cái giá listing của bọn nó, hoặc là sâu hơn. Thứ hai là bọn nó vẫn tiếp tục phát triển dự án, có backer mạnh, có những cái đội nhóm backer là những cái market maker thì buôn cũng tốt luôn, còn không thì nó cũng ít ra là backer đủ đủ sức nặng để mà kéo dự án tiếp tục phát triển. Còn những backer lom rom ấy có thể là họ cũng sẽ chẳng có giúp đỡ được cho dự án đâu, nên là backer thì phải là backer mạnh, hoặc là tốt nhất thì là market maker trong cho về backer đấy. Team thì tiếp tục phát triển dự án, tiếp tục vẽ ra phát triển ra sản phẩm, và cái cuối cùng ấy đó chính là tốt nhất ấy là dự án nó nên nằm trong một cái trend, một cái narrative ở đấy mà nó sẽ thu hút được dòng tiền trong cái đợt tới. Thì khi mà các bạn đã kết hợp được ba yếu tố đó cho là các bạn tìm ra được một dự án hoặc là một vài dự án ấy, các bạn theo dõi và bọn các bạn tìm một cái entry tốt để mà vào, thì đánh như thế thì nó khá là khó lỗ, tại vì dự án chia rồi mà đội nhóm gần như là chúng ta đang ở vị thế của những cái thằng mà đầu tư dự án đó trong vòng private, thì kiểu gì kiểu bọn nó cũng phải cố mà kéo dự án đi lên để mà bọn nó thu về cái lợi nhuận. Còn rủi ro một cái chuyện ấy là nếu như mà không tìm được dự án nằm trong trend, một nằm trong narrative, nó cứ tiếp tục nó ì ạch các bạn, nó sẽ khó tăng trưởng lắm cho đến một cuối chu kỳ, thì lúc này bọn nó bắt đầu nó bơm lên theo cái sóng phô mô cực đại, thì có thể ít bé bốn lên xong rồi nó đâm luôn. Nhưng mà lúc này thì ROI nó không tốt, cho nên là tốt nhất phải tìm được dự án ở trong cái narrative, trong cái trend đấy. Còn cái việc là theo dõi trend thì nó narrative như nào ấy, thì làm sao để mà bắt trend thị trường, mình sẽ dành một cái buổi khác bởi vì nó khá là dài. Foxy à? Foxy này là con ruột của mình. Xin giới thiệu là Foxy. Foxy này là một trong những cái meme hàng đầu trên thị trường trong giai đoạn tới đấy. Nó là top một meme ở trên Line rồi, và được Line nó support luôn. Khá là ít dự án được Line đầu tư, và đây là một trong những dự án đấy. Mà các bạn thấy không? Cái cách mà một dự án nó có mà cái maker mạnh đấy. Đợt vừa rồi Bitcoin nó đâm nhiều con nó thủng đáy, nhưng mà cái con này thì nó
nó xoay thành một cái vùng hỗ trợ luôn tại đây. Chưa chắc là cái vùng hỗ trợ này nó trụ được trong một hai vài hôm tới, nhưng mà nó mà trụ được cái vùng hỗ trợ này thì khả năng cao là nó ít 10 con này, hoặc là nó có thể là nó ít đâu đó lên 5-6 lần gì đấy khi mà nó tạo một cái nền giá quanh đây. Còn Foxy này thì bao nhiêu anh em đang xem nhỉ, mọi người comment đi xong rồi tiết lộ một vài cái hay hay cho mọi người nghe nhé. Nào mọi người nhanh tay comment nào, không là mình sẽ off luôn buổi live ngày nay, mình không nói thêm nữa đâu. Còn Foxy này thì là một trong dự án mà mình rất là yêu thích. Con này mà trong những giai đoạn trước ấy, khi mà lấy X2 lên so với vùng này, cái liquidity của nó là 700 triệu đô ấy. Còn là có thể thu hút được whale, thu hút được những cái nhà đầu tư lớn họ nhảy vào trong này. Ôi rồi ôi, bây giờ các bạn mới bắt đầu hiện lên và các bạn comment. Tôi đến chịu các bạn đây. Các bạn chỉ cần alpha, các bạn chỉ cần insight chứ đúng không? Con này mà nó có hai cái kỷ lục mà mình thấy nó khá là mạnh trong cái việc là xây dựng community. Thứ nhất ấy là nó cái đợt trước ấy thì nó có một cái bộ NFT rồi, và bộ NFT đấy là hơn 600.000 được min, nó đang bán ở trên thị trường mà nó cũng có giá trên đấy, giá không cao đâu như rác cái, nhưng mà nó vẫn có giá và vẫn được có volume giao dịch. Và cái bộ gần đây nó min nhất ấy là hơn 900.000 được min. Các bạn biết là bây giờ có phe kì có bot bủng chạy như thế nào, nhưng mà 900.000 lượng min là một cái số lượng rất là lớn, vô cùng lớn luôn. Để cho thấy là cái con này nó đang có một cộng đồng rất là mạnh, và anh em ở Việt Nam mình cũng khá là nhiều người họ biết về con này. Cái đợt trước ấy thì mọi người biết là Lini họ có thông báo một cái việc là có thể là họ sẽ ra mắt token ở cái giai đoạn là sau 6 tháng khi mà họ chạy cái LSB kia, hoặc là họ sẽ có một cái big new, nói chung là có một big new khi mà nó đạt TVL 3 tỷ đô, hoặc là sau 6 tháng chạy cái USB kia, thì khả năng cao cái big new đấy chính là cái việc ra mắt token. Và trên hệ sinh thái Lini hiện tại thì đang có một vài con. Hôm bữa mình có lên một cái bài về hệ sinh thái Lini rồi, các bạn lên trang cá nhân của mình hay là cái Bitcoin Việt Nam, các bạn xem lại cái bài đó nhé. Thôi mình không bỏ, các bạn lên trên cái đấy mình xem lại là tổng hợp những dự án tiềm năng trên Lini, nốt lại danh sách đấy. Và con Foxy này đang là con meme coin lit ở trên hệ sinh thái Linear, sẽ ra sao nếu như mà Linear nó ra mắt token trùng với cái giai đoạn mà Ethereum nó có những cập nhật lớn, hay là những cái hoạt động lớn ở trong quý 3 này, điển hình như là cái ETF nó được FOMO này, thì những con mà nó đi theo sóng của Ethereum nó tăng trưởng mạnh, và đặc biệt là những con mà nó nằm trong hệ sinh thái này thì nó sẽ có ROI rất là tốt. Và Linear này trong giai đoạn tới quý 3 này nó sẽ có rất nhiều cái cập nhật khác nhau dành cho benefit dành cho holder, nên là mọi người có quan sát dự án này, nếu như mà cầm token của nó thì thôi hold, xem thử là cái vùng này nó có trụ được hay không, để mà xem quý 3 này tụi nó sẽ phát triển như nào. Thì quý 3 này sẽ là một cái big là một cái quý rất lớn của Linear và Foxy cũng như là Ethereum. Ngoài ra thì mình đang lót trong tay một vài con meme coin trên hệ sinh thái Linear nha. Anh em nào cứ mình tiếp tục chia sẻ nha. Một vài con meme coin mà nếu như mà con Foxy này mấy năm thì bọn kia nó phải ít 10 quá, tại vì cáp nó nhỏ hơn đi. Mà là meme coin legit được add liquidity pool, được không phải liquidity pool mà được cầm đi thế chấp ở trên lending luôn rồi. Năm trăm nghìn Foxy luôn á, nhiều phết đấy. Phần chat này sao nó không hiện lên trên này được ta? Để mai chỉnh xem. Cứ bật sang này để bắt tiền thôi.
Ôi, mấy ông này bảo tôi coi meme. Còn này là meme lên suýt nhanh nhưng nhá. Meme bây giờ thì nó có khá là nhiều kiểu phát triển khác nhau. Nhưng mà cái đống meme thế hệ mới ấy, bây giờ đa phần đều là bọn nó xây một cái gì đấy nó đủ lên suýt. Tức là nó xây một cái platform hoặc là một cái gì đấy nó tạo utility token meme coin bọn ấy. Và nhìn thì nó khá là lên suýt. Mình nghĩ rằng nó sẽ là cái xu hướng meme sắp tới. Hôm nay có một cái phát, anh em đọc cái tin mới mà mình đăng chưa? Còn cái con Simon Cat này, con Simon Cat này nó là một cái con mèo ở trong cái animation khá là nổi tiếng ấy. Mình khá thích bộ này nó khá nổi tiếng cơ. Đây cái Simon Cat này, các bạn nhìn follower của nó này, đây là follower real từ truyền thống nhá. Trên Instagram hay là các trang khác nó cũng cao lắm. Con này nó là một cái nói chung là nó có một lượng fan khổng lồ từ bên thị trường truyền thống luôn. Và bây giờ bắt đầu nó có một cái dự án là Simon Cat Meme Coin. Khả năng cao là con này nó được bán lại bản quyền, có thể nó bán bản quyền hoặc là nó chính được build bởi chính cái con Simon Cat này luôn. Đó, mà mình nghĩ khả năng cao là bọn nó bán bản quyền cho một team dev mà đấy. Để mà nhượng, gọi là nhượng quyền về mặt hình ảnh đấy, để mà cho bọn kia nó dev ra token Meme Coin này. Và các bạn đấy này, Binance nó Binance BME Chain bọn nó khúc thuyết, bọn nó nói là có những cái điều rất là thú vị với Simon Cat. Bạn bắt đầu kéo xuống phía dưới thấy Floki, cái Floki này được bắt với tụi nào không? Binance. Còn ai được? Bây giờ bọn nó lại đó, Floki thì lại khúc thuyết lại và nói bây giờ Binance nó cũng khúc thuyết lại, nói khả năng cao đây là một con meme coin được tụi Binance nó bắt cho đấy. Và tụi nó confirm luôn là bọn nó bây giờ chưa có token, bọn nó sẽ ra sớm nhưng mà bọn nó sẽ phát triển ở trên BNB chain. Anh em cẩn thận token scam nha. Con này nếu như mà ra thì nó mình nghĩ rằng có hai trường hợp đi sau, hoặc ấy là bọn nó sẽ bán ở đâu đó gọi là phê lên gì đấy, còn không ấy thì bọn nó sẽ list ở một cái FTP cao để mà cho retail user nhỏ lẻ đu vào rất khó. Và ngay từ cái FTP cao đó vài chục triệu đô đến 100 200 triệu đô đấy, bọn nó sẽ đẩy lên vài tỷ. Còn flop thì thôi chứ mình cũng không biết được, nhưng mà trường hợp nó thành công ấy, trường hợp thành công thì có thể là listing ở một mức FTP cao ngay từ đầu luôn để mà bơm giá lên, về sau bọn nó sẽ chơi một cuộc chơi lớn với con này. Thì theo dõi thêm, con này hiện tại cũng chưa có thông tin gì cả. Nói vui vui thôi, tại vì mình khá là thích con Simon Cat này, nó là một cái con animation biểu tượng này. Ok, mọi người còn câu hỏi nào đâu mọi người đặt vào trong phần bình luận đó. Nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì chắc là mình kết thúc buổi live ngày tại đây. Hôm nay cũng khá là dài rồi, bảo là tính hôm nay bị đau họng tính là live một tí xíu thôi xong rồi nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ ngồi đã 1 tiếng rưỡi, hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Ok. Cảm ơn em đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay tại đây. Ngày hôm nay nha. Nói nhiều quá bị líu đuối anh em ạ. Cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Nếu như mà anh em còn muốn mình livestream tiếp vào tuần sau hoặc tuần sau nữa thì mọi người có thể là like comment vào trong cái phần bình luận mà mình sẽ đọc những cái phần bình luận đó. Và mình đang còn một list rất là nhiều dự án AI, và những cái con AI tốt nhất ấy thì mình đang để sang cho những cái tuần sau, càng về sau, tại vì những cái con đấy nó đang ở entry gần lắm rồi, thì những cái con này nếu như mà mua thì có thể là mua luôn ấy, và mình sẽ để dành cho những cái tuần sau để mà nó càng gần cái sóng của AI hoặc là nó càng gần cái sóng opportunity nhất thì càng tốt, để cho các bạn có một cái entry tốt mà đỡ bị chôn vốn. Và đa phần đều là cái dự án tốt thôi, dự án legit cả chứ không có phải là siêu meme đâu. Nãy giờ meme là đùa hay các bạn nhé, không siêu meme siêu mũm gì đây nhá. Em nào mà muốn mình tiếp tục là làm những cái buổi livestream về AI tiếp trong những tuần tới thì mọi người comment vào dưới phần bình luận nhé. Mình chắc chắn là còn những dự án rất là tốt mà hiện tại thì trong buổi ngày nay thì mình chưa có thời gian mà mình nói hết thôi. Và trong những buổi sau ấy thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cái dự án AI đó. Anh em mà muốn có kiểu ngon thì comment sớm với các bạn xem này. Đây là mình sẽ phết nhị một con AI cho các bạn xem cái sự tăng trưởng của bọn nó nhé.
con này nó khá là bơm thổi nay, mà nó thổi một sóng tới 150 mấy phần trăm đó. Những con như này nè, về sau ấy bọn nó bắt đầu có trend thì bọn nó sẽ thổi rất là tốt. Anh em mà không có entry tốt những con này thì về sau khá là vất vả cho mọi người. Đu ở đầu nào đấy trên này thì nó rủi ro hơn, ít lợi nhuận hơn. Tí xong buổi live này sẽ cắt cái đoạn này. Mất cái con đấy nhá, mất con này, không mang nó lên trên YouTube đâu. Ok, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi ngày hôm nay tại đây. To thì để tuần sau mình phân tích nó nha. Tuần sau quay lại live ha. Có thể là tuần sau mình sẽ phân tích con live đấy, phân tích con live và con một bài anh em của con live luôn. Live thì chắc là cập nhật thôi, xong rồi phân tích thêm một vài con khác, nhưng mà cập nhật sâu hơn con live về mặt sản phẩm của bọn nó. To thì mình để tuần sau luôn nha các anh nha. Đang đau trên thế này mà giveaway gì nữa bác. Đợi up trên trở lại nhé bạn nhé. Đang lấy tiền đi xây coi hết rồi. Ok, mình sẽ kết thúc buổi live ngay tại đây nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Anh em nếu mà ủng hộ mình thì có thể là like, retweet, comment vào phần bình luận để mà giúp bọn mình phát triển kênh Bitcoin Việt Nam.